Hộ hoa cao thủ tại đô thị Hạ Thiên. Tập 153. Không phải chứ? Trong điện thoại vang lên giọng nói kinh ngạc của Triệu Hiểu Trác, "Này Hạ Thiên, cho dù cô em gái kia không hợp tâm ý của ngươi, cũng không cần thiết phải giết nàng ta chứ." "Ta không có giết nàng ta." Hạ Thiên thản nhiên đáp, "Nàng ta muốn ra tay với ta, ta nể mặt các ngươi nên không giết nàng ta." Nhưng lão già ngu ngốc sau lưng nàng ta đã cho nổ tòa nhà nàng ta không sống nổi đâu. Người sau lưng nàng ta, triệu hiểu chắc một lần nữa kinh ngạc, người nói nàng ta là thế lực khác sắp xếp vào chúng ta. Hạ thiên nhếch miệng, người ngu ngốc như thế, triệu gia đến giờ vẫn không đổ cũng xem như kỳ tích. Triệu hiểu chắc mỉm cười xấu hổ, đây còn không phải nhờ có ngươi, vũ cơ tỷ, thanh thanh tỷ sao. Ta chỉ là một công cụ thôi mà. Ta lười nói nhảm với ngươi quá hạ thiên khó chịu nói mau đưa điện thoại cho thanh thanh ta muốn nói chuyện với nàng ấy đừng ta còn có chuyện quan trọng cần nói triệu hiểu trác vội vàng nói có phải ngươi xung đột với người của tập đoàn thiên y không tập đoàn thiên y là cái thứ gì vậy hạ thiên suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy ấn tượng ta chưa từng nghe nói qua tô vô song im lặng nàng biết trí nhớ của hạ thiên rất tốt so với người bình thường còn tốt hơn gấp một vạn lần nhưng có một số việc hắn không thể nhớ nổi, cũng không biết có phải là do cố ý hay không. Vừa nãy, thiếu phụ Thùy Mị còn có tiền đồ lượng đã đề cập đến tập đoàn Thiên Y, công ty mà nàng đang làm việc cũng thuộc tập đoàn này. Nếu ngươi không trêu chọc bọn họ, tại sao mới đầu ngày tập đoàn Thiên Y đã phát thông cáo muốn phân cao thấp với tập đoàn Thần Y? Triệu Hiểu chắc không khỏi rơi vào nghi hoặc, tổng giám đốc đương nhiệm của bọn họ Tiêu Nhất Phi còn nói rõ muốn tỉ thí y thuật với ngươi, chọc thùng ngụy trang thần y của ngươi, chứng minh hắn ta mới là thần y duy nhất trên thế giới này. Hạ thiên khó chịu trả lời, hắn ta muốn làm thần y thì cứ làm, liên quan gì đến ta. Không thể làm như vậy được, triệu hiểu chắc vô cùng lo lắng, hắn ta đã thông báo cho toàn xã hội, nếu ngươi không trả lời, ngươi sẽ thua. Đến lúc đó, danh dự của tập đoàn thần y sẽ bị giảm sút, ngươi không hy vọng tâm huyết của Kiều Tiểu Kiều, Diệp Mộng Oánh, còn có những nữ nhân khác của ngươi bị ngâm nước nóng chứ? Nếu tên ngốc đó đã muốn chết, vậy thì tác thành cho hắn ta thôi. Hạ Thiên khinh thường nói, ngày mai, ta sẽ tranh thủ thời gian đến gặp hắn ta. Triệu Hiểu Trác mỉm cười, vậy thì tốt quá. Chỉ cần ngươi xuất mã, tiểu tử kia chỉ là cái rắm. Ta sẽ cho người hồi đáp, ngày mai chúng ta nhất định cho hắn ta đẹp mắt. Hạ Thiên lại nói với Triệu Thanh Thanh vài câu buồn nôn, sau đó mới cúp điện thoại. Tỷ tỷ, hình như anh rể có tiểu tam, mặc dù Tô Vô Địch còn nhỏ tuổi nhưng biết cũng không phải ít. Tô Vô Song không biết làm sao giải thích với em trai của mình, đành phải nói cái này không liên quan gì đến chúng ta. "A, à, Tô Vô Địch ngẩn ra, sau đó mở to mắt, tỷ, chẳng lẽ tỷ mới là tiểu tam?" Tô Vô Song. "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tô Vô Địch cúi đầu, lo lắng nói ta là em trai của Tiểu Tam, một ngày nào đó tỷ bị chính cung đến bắt ghen, có phải ta cũng sẽ bị đánh hay không? Đánh cái đầu ngươi đấy, tô vô song đánh em trai mình một cái, người mới bao nhiêu tuổi chứ, từ chỗ nào biết được mấy chuyện thất loạn bát tao này? Tô vô địch cười hắc hắc tỷ, tỷ đừng tưởng ta là mấy đứa bé bình thường. Ở nơi đó, chúng ta vẫn có thể đọc sách xem tivi, cuộc sống trôi qua thật ra không tệ lắm, chỉ là mỗi ngày phải uống đủ loại thuốc khác nhau, điều này hơi bị khó chịu. phòng thí nghiệm kia nhốt bao nhiêu đứa bé? tô vô song hỏi. tô vô địch lắc đầu, ta cũng không biết rõ nữa. dù sao ta bị nhốt trong căn phòng màu trắng, chung quanh chẳng thấy ai khác. vậy lúc đó người chạy đi như thế nào? tô vô song có chút không hiểu. không nhớ nữa, đầu tô vô địch hơi đau, chậm rãi nói, hình như cái vị tiền gì đó dẫn ta đi gặp một ông chủ lớn. Nói là đi cứu người hay gì gì, sau đó nửa đường xảy ra tai nạn xe cộ, ta chạy thoát, kết quả lại gặp phải bọn buôn người. Ban đầu, ta tưởng mình bị bán rồi, sau đó lại được tỷ tỷ ngươi cứu. Hạ Thiên mỉm cười nói, thú vị đây. Có ý gì? Tô Vô Song có chút mất hứng, một đứa bé bị mang đi làm vật thí nghiệm, trốn ra được thì bị đám buôn người bắt, có gì thú vị chứ? Ta nói không phải cái này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tin nhắn trong điện thoại, gương mặt lộ ra vẻ châm trọc, tập đoàn Thiên Y có liên quan đến Thiên Y Môn. Trước kia, Thiên Y Môn đã có tiền lệ bắt người về làm thí nghiệm, về sau bị đại sư phụ của ta hủy đi một lần, nghĩ không ra lại xuất hiện lần nữa. Thiên Y Môn, tô vô song ngược lại có chút ngoài ý muốn, giới y học trái đất mà cũng có tranh đấu môn phái, tình huống có chút giống với tiên vân đại lục. Đúng, là một môn phái khiến người ta phải buồn nôn. Trước kia, Hạ Thiên ngẫu nhiên nghe Trương Minh Đà nhắc qua, môn chủ năm đó là Thiên Y Tiêu Nhất Thủ, mặc dù tuổi tác lớn hơn Trương Minh Đà, nhưng thành danh lại muộn, bị người ta xem là người cùng thế hệ với Trương Minh Đà. Thật ra, ban đầu thanh danh của Thiên Y Tiêu Nhất Thủ cũng không tệ lắm, chỉ là về sau bị bại bởi Trương Minh Đà, đột nhiên phát điên, bắt đầu bí mật dùng cơ thể người tiến hành nghiên cứu thuốc. Tiếp theo Ông ta mấy lần khiêu chiến trương minh đà, chẳng những thua, ngay cả căn cứ thí nghiệm cũng bị phá hủy. Thế là, thiên y tiêu nhất thủ bắt đầu biến mất trong ánh mắt đại chúng. Nghĩ không ra, mấy chục năm trôi qua, lại bắt đầu xuất hiện chuyện bắt người làm thí nghiệm, tình huống càng thêm nghiêm trọng hơn. Hạ thiên nói, đã như vậy, chúng ta đến đó hủy diệt sạch đám ngu mốc đó đi. Tô vô song mỉm cười, ngay tận thế của những người này đến rồi. Một bên khác, cao ốc tập đoàn Thiên Y, dưới mặt đất 10 tầng. Tiền đồ lượng được đưa đến phòng thí nghiệm, ngũ tạng lục phủ trên cơ bản đã bị đốt sạch, người cũng đã tắt thở từ lâu. Chuyện gì vậy? Một nam tử cao lớn, anh Tuấn cao mày nhìn những người mặc đồ giáp trắng, tại sao lão tiền lại bị dày vò thành cái dạng như thế này? Ta đã nói qua, thuốc tuyệt đối không được sử dụng trên người nhân viên, tại sao các ngươi lại làm vậy? Xin lỗi, tiêu tổng, một người mặc áo giáp trắng không người đáp lại, nhưng tiền quản lý bị ngộ thương, chúng ta lại bắt vật thí nghiệm bỏ trốn, không cẩn thận. Khoan đã, nam tử cao lớn cao mày, vật thí nghiệm kia còn chưa bắt về được. Bởi vì có người cản trở, người mặc áo giáp trắng đáp lại, có một nữ nhân cứu được đứa bé đó, còn nhận nuôi dưỡng. Nữ nhân đó rất lợi hại, chúng ta đã dùng rất nhiều biện pháp cũng vô hiệu, cho nên tiền quản lý dự định sử dụng bạo lực đi đoạt về, kết quả đã bị ngộ thương. Chỉ một nữ nhân thôi mà, giết là được. Nam tử cao lớn giận dữ, quát mắng, vật thí nghiệm kia là kết tinh tâm huyết mấy chục năm của Thiên Y môn, về sau cũng là chiêu bài sống của tập đoàn Thiên Y, là cây dụng tiền. Bất kể là ai dám ngăn cản, trực tiếp giết chết. Trong phòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói lười biếng, có đúng như vậy không? Vậy ngươi giết ta thử xem sao là ai, nam tử cao lớn giật mình, nhưng nét mặt lại không có biểu hiện gì, thậm chí còn mỉm cười, thì ra có khách quý đến thăm nhà, tại sao ngươi không xuất hiện, ta cũng tiện chiêu đãi long trọng một chút. Quên đi, Hạ Thiên cùng với Tô Vô Song và Tô Vô Địch xuất hiện, ta đến để xử lý ngươi. Nói đi, ngươi và Thiên Y Tiêu nhất thủ có quan hệ như thế nào? Ồ, sau khi nam tử cao lớn nhìn thấy Hạ Thiên, lông mày cao lại, cười nói, thì ra là hạ thần y đại giá quang lâm, đúng là khách quý ít gặp. Nói xong, hắn ta còn trịnh trọng vỗ tay chào hạ thiên, tại hạ tiêu nhất phi, thiên y tiêu nhất thủ là gia gia của ta. Nói như vậy, hiện tại thiên y môn là do người quản lý. Hạ thiên lười biếng hỏi. Ha ha, thiên y môn đã sụp đổ từ mấy chục năm trước rồi. Tiêu nhất phi khoát tay, khắp gương mặt chỉ toàn là nụ cười khinh thường trong môn chỉ còn lại một mình ra ra ta, đây được xem là môn phái gì chứ. Tuy nhiên, tài sản của ông ấy, còn có thành quả y học, tất cả bây giờ đều là của ta. Hạ Thiên tùy ý hỏi, thế ngươi phát thông báo là muốn khiêu chiến với ta. Thật ra, ta chẳng muốn trở thành kẻ địch với ngươi. Tiêu Nhất Phi chậm rãi bước đến trước một cái ghế sofa, ra hiệu cho ba người Hạ Thiên ngồi xuống, nụ cười vẫn duy trì từ đầu đến cuối. Ta muốn là người hợp tác làm ăn với người hơn. Dù sao, ngành nghề y dược, làm đẹp đều do tập đoàn thần y của ngươi một nhà độc đại. Đi theo ngươi mới có thể kiếm được nhiều tiền. Vậy là được rồi. Hạ Thiên nói, ta không hứng thú làm ăn với người chết. Người chết, Tiêu Nhất Phi mỉm cười, tự tin nói, đúng dịp phòng thí nghiệm của chúng ta cần người chết làm nguyên liệu, sau đó kiếm thật nhiều tiền. Tô vô song nhìn không được liền nói: người không cảm thấy người làm như vậy không có chút nhân đạo nào sao? Nhân đạo nó đáng giá mấy đồng. Tiêu Nhất Phi không hề cảm thấy e thẹn, chuẩn tắc nhân sinh của ta chính là kiếm tiền. Chỉ cần có tiền, ta cái gì cũng làm, mà cái gì cũng làm qua. Giết người phóng hỏa chẳng qua chỉ là chuyện bình thường. Nếu người lăn lộn trong giới xã hội đen phương tây, người cũng biết đây chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nói xong. Tiêu nhất phi một lần nữa nói ra điểm mấu chốt của mình, trước khi về nước, công việc của ta chính là buôn bán nội tạng trong giới xã hội đen phương Tây. Sau khi về nước, ta phát hiện thiên y môn của gia gia ta có nghiên cứu nhân thể rất thần kỳ. Nếu ta có thể nắm giữ, ta có thể kiếm được tài phú không thể tưởng tượng được. Xem ra ngươi không phải ghê tởm một cách bình thường mà là không còn nhân tính." Tô Vô Song lạnh giọng nói. "Nhân tính, ta mới là người hiểu nhân tính nhất." Tiêu Nhất Phi lắc đầu, nếu ta nghiên cứu thành công, trường sinh bất lão không còn là nan đề, thậm chí người chết phục sinh cũng là trò trẻ con. Hạ Thiên nhếch miệng, đây vốn chỉ là trò trẻ con. Cho nên ngươi mới là thần y. Tiêu Nhất Phi cười ha hả nhìn Hạ Thiên, ta đã điều tra ghi chép chữa bệnh của ngươi, chỉ từ chỗ của tiền đa đa, ngươi ít nhất đã kiếm lời được mấy trăm triệu. Loại mua bán này, con mẹ nó kiếm tiền thật là đã. Thế nào, Hợp tác với ta đi, Tiêu Nhất Phi giang hai tay, kiêu ngạo nói, phòng thí nghiệm của ta không dám nói là tiên tiến nhất thế giới nhưng ít nhất cũng có thể nằm trong 10 vị trí đầu. Chỉ cần chúng ta hợp tác với nhau, giải khai huyền bí sinh tử của con người. Đến lúc đó, tài sản, thanh danh, địa vị, muốn cái gì có cái đó, thậm chí thống trị thế giới cũng không đáng kể. Đối với điều này, Hạ Thiên chỉ có hai chữ đánh giá, ngu ngốc. Những thứ mà ngươi có ta đã có từ trước rồi." Hạ Thiên lười nhác nói, cho dù không có, ta cũng có thể đạt được bất cứ lúc nào, tại sao ta lại phải đi hợp tác với cái thứ ngớ ngẩn như ngươi chứ? "Ngươi nói ra mấy lời như thế chứng tỏ tư duy của ngươi quá thấp." Tiêu Nhất Phi cười khẽ, ánh mắt nhìn Hạ Thiên mang theo sự khinh thường, ngươi đích thật có thủ đoạn kiếm tiền, nhưng cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, có thể kiếm được tiền cũng là có hạn. Nói xong, hắn ta đứng lên biểu hiện giống như chỉ điểm Giang Sơn, chậm rãi nói. Người nổi tiếng trong nước cũng không có nghĩa ngươi sẽ kiếm được nhiều tiền ở nước ngoài. Ta lăn lộn ở nước ngoài cũng đã mấy chục năm, ở đó có được nhân mạch cường đại. Nếu chúng ta hợp tác với nhau, chúng ta có thể thống trị mười mấy ngành nghề liên quan đến y dược, làm đẹp, dưỡng sinh trên toàn cầu. Đến lúc đó, chúng ta kiếm được tiền không còn là mấy trăm triệu, mấy tỷ mà là hàng trăm tỷ hàng trăm triệu tỷ, thậm chí còn nhiều hơn. Đừng nói Hạ Thiên, ngay cả người không có kiến thức về kinh doanh như Tô Vô Song cũng cảm thấy người này đang suy nghĩ hão huyền. Nói nhiều như vậy mà ngươi còn không nói rõ ràng tại sao ngươi lại muốn hợp tác với ta. Hạ Thiên nhếch miệng, không hề có chút động tâm tiền, đối với ta không có ý nghĩa quá lớn. Kiếm nhiều hay kiếm ít lại càng không quan trọng, lời nói của ngươi không có tác dụng với ta đâu. Trên thế giới này có người ngại kiếm được nhiều tiền. gương mặt Tiêu Nhất Phi hiện lên vẻ khó tin, "Hạ Thiên, đầu óc của ngươi không sao chứ? Đó chính là tiền đấy." Hạ Thiên nói, "Là tiền, vậy thì như thế nào?" "Ngươi còn hỏi như thế nào?" Tiêu Nhất Phi cảm thấy Hạ Thiên đúng là không biết nói lý, "Có tiền, chúng ta sẽ có được tài phú vô tận, nắm giữ được toàn bộ thế giới, chẳng lẽ ngươi tuyệt không động tâm?" thế giới chẳng có ý nghĩa gì, nắm trong tay thì như thế nào. Mặt Hạ Thiên vẫn không biểu cảm như cũ, điều này có gì đáng phải động tâm, còn không bằng ta ngủ thêm với mấy bà vợ một lát. Chỉ cần ngươi có tiền, dạng nữ nhân nào mà không có. Tiêu Nhất Phi khá khinh thường suy nghĩ của Hạ Thiên, còn nữa, nam nhân nên lấy sự nghiệp làm trọng, không thành tựu bán nghiệp, làm sao xứng làm một cuộc hành trình thế gian chứ. Hạ Thiên nhếch miệng, cái gì bán nghiệp? Cái gì truyền kỳ, ta chẳng có hứng thú. Ta đến để xử lý ngươi, Di Ngôn cũng đã để lại xong, vậy ngươi có thể đi chết đi." Nụ cười trên mặt Tiêu Nhất Phi dần thu liễm lại, chậm rãi ngồi xuống, uống một ly nước màu xanh, một lát sau mới nói, "Hạ Thiên, ngươi làm ta thất vọng quá." Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy khôi hài, đưa mắt nhìn Tiêu Nhất Phi, "Đây chính là Di Ngôn của ngươi." "Di Ngôn?" Tiêu Nhất Phi không khỏi cười nhạo. Nụ cười trên mặt lại càng ý vị thâm trường, có lẽ ngươi nên suy nghĩ nên viết di chúc như thế nào. Ta chắc chắn phải có được tập đoàn thần y của ngươi. Những tài sản khác, ta có thể để lại cho nữ nhân của ngươi dưỡng già." Hạ Thiên nói, "Nữ nhân của ta sẽ không già, ta cũng không cần để lại di chúc, bởi vì ta sẽ không chết." Sẽ không chết? Gương mặt Tiêu Nhất Phi lộ ra vẻ cười như không cười, giống như nghe được một câu chuyện cười lớn, "Hạ Thiên Ngươi có biết hay không, trong cuộc đời của ta đã nghe qua biết bao nhiêu người nói lời này, cuối cùng những người đó đều chết sạch, hơn nữa còn trở thành vật thí nghiệm của ta. Đừng đánh đồng ta với đám ngu ngốc đó." Hạ Thiên khó chịu nói, "Bọn họ không xứng, ngươi cũng không xứng." Nói xong, hắn quay sang nói với Tô Vô Song, "An tâm, ngươi có cái gì cần hỏi không? Nếu không, ta sẽ xử lý tên ngốc này, giữ lại cũng chỉ lãng phí lương thực." Tô vô song thản nhiên nói, vậy thì giết thôi, tất cả mọi thứ ở đây đều hủy đi, tránh cho người khác lấy ra hại người. Các ngươi có phải quá tự tin hay không? Sắc mặt tiêu nhất phi lạnh lại, con người sáng lên màu lam nhạt, người thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm mặc cho người ta bóp sao? Đúng là buồn cười. Hạ thiên cười hì hì, người đúng là rất buồn cười, nhưng nếu người có chiêu thức nào, ta cho người mấy phút, người cứ việc dùng đi. Nếu ngươi đã muốn chết, Vậy ngươi cũng đừng trách ta." Tiêu Nhất Phi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay về phía một vị trí nào đó hơi lung lay, xử lý bọn họ, nhớ nam nhân còn có tác dụng, nữ nhân và đứa bé kia thì đưa đến phòng thí nghiệm. Nói xong, Tiêu Nhất Phi trực tiếp xoay người rời đi, không hề có chút trì trệ. Audio điện tử võ tấn bền. Trong lòng của hắn ta, bất kỳ người nào chỉ cần bước vào phòng thí nghiệm của hắn ta đó chính là thịt cá trên thớt, mặc cho hắn ta xâm lược. Cũng không phải hắn ta tự đại, cuồng vọng, mà là hắn ta thật sự có bản lãnh đó. Trước đây, trong giới xã hội đen phương Tây, rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết, mạnh đến mức hoàn toàn không giống người, cuối cùng cũng thua trong tay của hắn ta. Huống chi, loại nhân vật chỉ biết trầm mê trong nữ sắc như Hạ Thiên, trong quan niệm của hắn ta, háo sắc là một loại phẩm chất ti tiện nữ nhân chỉ là chướng ngại vật trở ngại thành công càng xinh đẹp lại càng như vậy tiêu nhất phi đến nay vẫn chưa hề chạm qua bất kỳ nữ nhân nào đương nhiên cũng không chạm qua nam nhân hắn ta cảm thấy bất luận nam hay nữ cũng không xứng thân cận với hắn ta thứ duy nhất mà hắn ta thân thiết cũng chỉ là tiền là công cụ giúp hắn ta kiếm tiền nếu hạ thiên thức thời hắn ta không ngại mang hạ thiên ra nước ngoài kiếm tiền đến lúc đó chia ba bảy đương nhiên hắn ta sẽ là bảy. Trong kế hoạch của hắn ta, hạ thiên và y thuật của hắn cũng chỉ là công cụ kiếm tiền cho hắn ta mà thôi. Có thể chia ba thành đã là nể mặt lắm rồi. Đáng tiếc, hạ thiên là đống bùn nhão, hoàn toàn đỡ không nổi tường, vì nữ sắc mà từ bỏ kiếm tiền, là một phế vật. Giá trị của hạ thiên trong mắt hắn ta liền hạ xuống đến mức thấp nhất. Hạ thiên, ta chỉ cho ngươi 10 phút, tiêu nhất phi bước vào trong thang máy, Quay đầu lại nói với Hạ Thiên, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, ta vẫn có thể lưu ngươi một mạng, sau đó phân cho ngươi một chút lợi ích. Mặc dù không nhiều nhưng so với trạng thái cá ướp muối của ngươi bây giờ còn tốt gấp trăm lần. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, chỉ là đầu óc của ngươi ngu quá. Xem ra ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ, tiêu nhất phi thở dài, cười nói, nhưng như vậy cũng tốt, giữ ngươi lại cho phòng thí nghiệm của ta, làm cây dụng tiền của ta chờ ta móc giống đồ trong đầu ngươi, ta sẽ tìm cho ngươi một mộ huyệt thật tốt. Hạ thiên khinh thường nói, ngươi không cần tìm mộ huyệt nào cả, bởi vì nó sẽ trực tiếp biến thành cho bụi. Sự tự tin của ngươi thật khiến người ta hâm mộ, tiêu nhất phi vỗ tay, ta thiếu chút nữa tin ngươi có bản lãnh lật bàn. Đáng tiếc, phòng thí nghiệm của ta đặc biệt được tạo ra là để đối phó với loại người như ngươi. Nói xong, hắn ta liền dặn dò, rót khí thể số 9, trước xóa sạch tất cả ý thức của bọn họ. Hắn ta vừa mới dứt lời, chỉ thấy chung quanh vang lên tiếng động nhỏ xíu. Tiếp theo, từng tầng ánh sáng màu xanh lam bao trùm gian phòng ba người Hạ Thiên đang đứng. Ngay sau đó, tia sáng màu lam giống như dệt áo len, từng tia từng tia xuất hiện, càng không ngừng đè xuống không gian hoạt động của ba người. Rất nhanh, từng sợi khí thể mỏng nhạt bắt đầu phân tán khắp phòng. Anh rể, tỉ tỉ, mọi người cẩn thận tia sáng này có thể cắt người thành hai nửa. tô vô địch hiển nhiên biết được nội tình, lập tức bịt mũi, lên tiếng nhắc nhở cũng không thể ngửi khí thế đó luôn. tô vô song hơi cau mày, mặc dù nàng là tu tiên giả nhưng dù sao còn chưa đạt đến tình trạng thân hóa hư không, cho dù tốc độ nhanh đến mức giống như biến mất nhưng trên bản chất chính là dịch chuyển không gian. bên trong không gian bị hạn chế như thế này, phiêu miếu bộ cũng không dùng được. sớm biết như thế này. Chúng ta nên ra tay sớm hơn, không nên tốn thời gian nói nhảm với hắn ta. Tô Vô Song hơi hối hận nói. Hạ Thiên mỉm cười, an tâm, ngươi nói đúng đấy. Vậy ngươi còn thả hắn ta đi, Tô Vô Song kinh ngạc hỏi. Dù sao hắn ta cũng đã là người chết, muốn đi thì đi chứ sao? Hạ Thiên hơi hợt nói, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy dáng vẻ trước khi chết của hắn ta? Tô Vô Song mẩn ra, đã chết, có ý gì? chẳng lẽ ngươi? Đúng, Hạ Thiên gật đầu, ngay từ ban đầu hắn ta đã thua, và cũng đã chết. Tiêu Nhất Phi vừa về đến phòng làm việc của hắn ta, từ trong camera quan sát nghe được lời Hạ Thiên nói, thiếu chút nữa cười đến sóc hông. Boss, ngươi thật sự muốn giết Hạ Thiên. Trong văn phòng còn có một mỹ nữ ngoại quốc giá người uyển chuyển, nói chuyện là thứ tiếng trung lưu loát, ý của thượng cấp là muốn hợp tác với Hạ Thiên. Nhưng nếu không thể hợp tác, cốt nhất đừng nên đắc tội. Đám ngồi không ăn bám đó thì biết cái chó gì. Tiêu Nhất Phi nhìn chằm chằm ba người Hạ Thiên trong màn hình theo dõi, chờ mong bọn họ vùng vẫy giấy chết, vừa cười lạnh, y thuật Hạ Thiên đích thật rất lợi hại. Điều này ngay cả lão đầu tử nhà ta cũng phải tán thành. Hợp tác với hắn, quả thật có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ta thật sự không rõ. Ánh mắt mỹ nữ cao gầy tràn đầy nghi hoặc boss tôn chỉ làm việc của ngươi không phải bất cứ chuyện gì cũng đều nghiêng về việc kiếm tiền sao đương nhiên nhưng kiếm tiền ở đây là ta kiếm tiền tiêu nhất phi vừa cười nhạo gương mặt đã bao phủ sát khí âm lãnh nếu đám người bên trên tiếp xúc với hạ thiên sau đó đá bay lão tử ra ngoài vậy ta có thể kiếm được cái gì từ đó chứ cho dù không đá văng ta ra ta cũng chỉ có thể kiếm được mấy đồng bạc lẻ mà thôi mỹ nữ cao gầy lẳng lặng lắng nghe ánh mắt không hề có chút ba động tuy nhiên ta ra ngoài bận rộn dựa vào cái gì mà kiếm bộn cho bọn họ chứ tiêu nhất phi tức giận nói mấy năm trước bọn họ đá ta về nước nói là để ta khai thác thị trường mới thật ra còn không phải xem lão tử như công cụ sao nhưng tiêu nhất phi ta há để bọn họ bài bố boss người định làm gì mỹ nữ cao gầy hỏi tiêu nhất phi vỗ đầu cười nói trước bắt lại hạ thiên lấy hết mọi thứ có thể kiếm tiền từ trong đầu hắn ra, sau đó ăn hết toàn bộ định mức châu Á. Đến lúc đó, đám lão già kia còn không ngồi xuống đàm phán với ta sao? Lúc này, bên trong màn hình giám sát, khí độc đã tràn ngập cả phòng, bao phủ ba người Hạ Thiên. Mặc dù ba người Hạ Thiên sẽ không chết nhưng vận mệnh tiếp theo của bọn họ còn thảm hơn cả chết. Cái gì thần y, phế vật mà thôi. Tiêu nhất phi phun một bãi nước bọt, mau cho người đi nhặt xác. Đưa Hạ Thiên đến phòng số 1, nữ nhân và đứa bé kia giữ lại, đã có khách hạ đơn, vừa lúc đưa hai người này đến đó. Mỹ nữ cao gầy nở nụ cười ngọt ngào, hơi nịnh nọt, căn cứ theo điều tra, Hạ Thiên là nhân vật rất lợi hại, nghĩ không ra hắn lại dễ dàng lọt vào tay của ngươi, đúng là hữu danh vô thực. Tiêu Nhất Phi lắc đầu, hơi trào phúng, trong nước chính là như vậy, có chút bản lãnh thì nổ suốt ngày biết chút y thuật thì tâm bốc thành thần y, thật ra tất cả đều là cầu thí. Một âm thanh lười biếng không một chút dấu hiệu vang lên trong phòng, lời nói này đối với đám ngớ ngẩn thì đúng là cầu thí, nhưng người ngay cả cầu thí cũng không bằng. Sao? Tiêu Nhất Phi vừa nghe được âm thanh này, lập tức bật dậy, đầu tiên là nhìn lướt qua màn hình giám sát. Sau đó nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó trong phòng Tại sao các ngươi lại ra được Hạ thiên cười nói Thì đi ra chứ sao không thể nào, Tiêu Nhất Phi có chút khó tiếp nhận sự thật này, đây chính là Trầm Thụy Phương Chu. Trừ phi cơ thể của ngươi hóa thành trạng thái phần tử, nếu không, làm sao ngươi có thể ra ngoài được? Điều này nói rõ kiến thức của ngươi còn quá ít. Hạ Thiên lười biếng đáp lại một câu, ngươi chỉ là một con cóc dưới đáy giếng, lại còn tưởng mình là đại bàng sải cánh trên trời. Tiêu Nhất Phi ngạc nhiên hỏi lại, ngươi nói ta là ếch ngồi đáy giếng. Không phải ngươi, chẳng lẽ lại là ta? Hạ thiên nhếch miệng. Ha ha, còn có người nói ta ếch ngồi đáy giếng. Tiêu nhất phi cảm thấy hoang đường vô cùng, quay sang nói với mỹ nữ cao gầy, Jessica, người có nghe thấy không? Chúng ta nhiều năm như vậy từ trong núi thây biển máu giết ra, lại có người nói ta kiến thức quá ít. Mỹ nữ cao gầy đối với việc Hạ Thiên có thể thoát khốn đích thật cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nàng ta cũng cảm thấy Hạ Thiên nói có chút buồn cười, Boss của chúng ta là bá giả một phương giới xã hội đen phương Tây, năm đó còn có danh hiệu phi thần. Năng nhân dị sĩ, cao thủ thiên tài chết trong tay hắn ta không dưới trăm người. Người nói hắn ta là ếch ngồi đáy giếng, vậy các người ngay cả con muối cũng không bằng. Lại còn phi thần, hạ thiên bật cười, danh hiệu rách nát, tại sao không gọi là phi bính đi. Tiêu nhất phi lạnh lùng nhìn hạ thiên, hạ thiên, Mặc dù ngươi may mắn trốn thoát nhưng không có nghĩa là ngươi có thể thắng ta. Bởi vì thực lực và tư duy của ngươi đều kém hơn ta cả 10 con phố. Mang đường phố ra để so sánh, tư duy có thể lớn được bao nhiêu? Hạ Thiên chào phúng. Tô Vô Song có chút không kiên nhẫn, nói với Hạ Thiên, ngươi không phải đến đây để nói chuyện phiếm với hắn ta chứ? Dĩ nhiên không phải rồi, Hạ Thiên nói, nói chuyện với người chết thì có gì để nói chứ? sắc mặt tiêu nhất phi càng thêm âm trầm, người nói ai là người chết. Đương nhiên là ngươi rồi, Hạ Thiên không kiên nhẫn được nữa, nói với tiêu nhất phi, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề, có lẽ ta sẽ để ngươi chết an tường một chút. Ngươi chết lại rất khó coi đấy, tiêu nhất phi còn chưa nói dứt lời. Cả người đã biến thành một luồng quang ảnh màu lam, trong nháy mắt vọt đến trước mặt Hạ Thiên, đưa tay lên bóp cổ hắn, ta vốn còn muốn giữ lại ngươi, đào không ít đồ từ trong đầu của ngươi ra. Bây giờ ta thấy, nên sớm xử lý ngươi thì tốt hơn. Không đợi Hạ Thiên có phản ứng, hai tay Tiêu Nhất Phi bỗng dưng phát ra rung động mãnh liệt. Tiếp theo, làn da cơ bắp đều nứt ra vô số khe hở, hào quang màu xanh lam từ đó phát ra, trong nháy mắt quấn lấy cơ thể Hạ Thiên. Chưa đến 3 giây, ánh sáng màu lam đã bao phủ cơ thể Hạ Thiên cực kỳ chặt chẽ. Bành. Cuối cùng Tất cả huyết nhục của Hạ Thiên đều bị hút khô, nổ thành một đống bã vụn. Anh rể. Tô Vô Địch nhìn thấy cảnh này, bị dọa đến phát mộc, núp sau lưng Tô Vô Song, tỉ tỉ, anh rể đã chết, chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai tay Tiêu Nhất Phi tràn ngập ánh sáng lạnh màu lam. Hắn ta chậm rãi bước về phía Tô Vô Song và Tô Vô Địch, hai người các ngươi nên thành thật làm cây dụng tiền cho ta, ta có thể bảo đảm các ngươi không chết bằng không, hắn chính là kết quả của các ngươi. Ta không muốn, Tô Vô Địch quả quyết từ chối. Muốn hay không không phải do ngươi quyết. Tiêu Nhất Phi cười nhạo, trong cơ thể của ngươi có kết tinh tâm huyết mấy chục năm của Thiên Y môn, mỗi một giọt máu đều là tiền. Đời này, ngươi phải ở lại trong phòng thí nghiệm rồi. Nói xong, hắn ta quay sang nhìn Tô Vô xong, nữ nhân người cũng có chút thú vị, cơ thể dường như hơi khác biệt với nữ nhân bình thường. Ta nhất định phải nghiên cứu cho rõ ràng, xem có thể kiếm được ít tiền từ ngươi hay không. Ngươi lúc nào cũng tiền và tiền, Tô Vô Song bó tay. Nàng cũng không phải chưa từng nhìn thấy người ham tiền, nhưng giống như Tiêu Nhất Phi, thật đúng là hiếm thấy, tại sao ngươi không bán mình để lấy tiền luôn đi? Tiêu Nhất Phi cười nói, ngươi cho rằng ta không có sao? Ta có thể có được địa vị, năng lực và tài phú như ngày hôm nay, ngươi cho rằng tự dưng ta có được sao? Ngươi đúng là đủ buồn nôn, Tô Vô Song hoàn toàn bó tay. Loại người này quả thực rất kinh người. Buồn nôn? Không, tuyệt không buồn nôn, tiêu nhất phi lại càng thêm càn rỡ, chỉ cần có thể kiếm được tiền, đó chính là chuyện tuyệt vời nhất trên thế gian. Ban đầu, ta và Hạ Thiên không cừu không oán, ta chẳng muốn giết hắn. Ai bảo hắn không biết điều? Hắn không muốn kiếm tiền thì thôi đi, hắn lại càng không muốn phối hợp với ta kiếm tiền. Vậy thì hắn đáng chết nói nhiều như vậy làm gì? Tô vô song thản nhiên nói, thời gian của ngươi không còn nhiều. Thời gian của ta còn rất nhiều. Tiêu Nhất Phi còn chưa hiểu được ý trong lời nói của Tô Vô Song, chỉ biết phản bác, mỗi một bộ phận trong cơ thể của ta đều đã được cải tạo qua, đồng thời còn chuẩn bị luôn phần dự bị. Cho dù ta bị nổ đến thịt nát xương tan, chưa đến ba ngày, ta đã có thể phục sinh. Tô Vô Song lạnh giọng nói, sống như vậy còn có ý nghĩa gì sao? có tiền thì sẽ có ý nghĩa. Tiêu Nhất Phi cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn ta quay sang nói với Jessica, mau tách hai người bọn họ ra rồi nhốt lại, nuôi thêm một khoảng thời gian nữa là có thể bán lấy tiền. Đáng tiếc, không có ai đáp lại lời hắn ta. "Sao, Jessica?" Tiêu Nhất Phi nhìn về phía mỹ nữ cao gầy đang đứng, kết quả nơi đó không có một ai, người đâu? "Đi đâu rồi, Jessica?" "Đừng kêu nữa." hạ thiên cười nói người đã bị ngươi giết nhanh như vậy mà ngươi đã quên rồi sao tiêu nhất phi kinh sợ không thôi con mắt mở to tại sao ngươi còn sống vậy vừa rồi người bị ta giết chẳng lẽ là đừng chẳng lẽ gì nữa vừa rồi ngươi giết chính là nữ nhân kia tô vô song đáp không tiêu nhất phi ôm đầu kêu lên tô vô song cười lạnh không nghĩ đến ngươi còn chút nhân tính có thể rơi nước mắt cho trợ lý vừa chết của mình Ngươi biết cái gì?" Tiêu Nhất Phi giận dữ hét lên, "Ngươi có biết nữ nhân kia thiếu của ta bao nhiêu tiền không? Ngươi có biết hàng năm nàng ta có thể thay ta kiếm bao nhiêu tiền không? Hạ Thiên, ngươi hủy mất một công cụ kiếm tiền của ta. Nếu ngươi không bồi thường tập đoàn Thần Y cho ta, ta chắc chắn sẽ giết tất cả nữ nhân của ngươi, còn có gia tộc của bọn họ, một tên cũng không trừ lại. Ngươi không có bản lãnh đó, cũng không có thời gian để làm." hạ thiên lười biếng ngáp một cái ba phút đã đến đến thì đã sao tiêu nhất phi cười nhạo chỉ vào hạ thiên giống to người có thể làm gì được ta hạ thiên không tiếp tục nói nhảm nữa hỏi thẳng người có phải là người của thiên cung hay không cái gì thiên cung ta chưa từng nghe qua tiêu nhất phi vừa nghe hạ thiên hỏi lập tức phủ nhận kết quả lời còn chưa nói hết đầu óc của hắn ta không chịu sự khống chế của mình ta không phải người của thiên cung nhưng ta có hợp tác với thiên cung. Vậy ngươi là tên ngu ngốc nào? Hạ thiên hỏi tiếp. Tiêu nhất phi nhận ra mình bị kiểm soát, cố gắng kháng cự sức mạnh đang thao túng mình, đáng tiếc không hề có bất kỳ hiệu quả nào. Vùng vẫy một giây, hắn ta vẫn phải thành thật trả lời, ta là một trong thập đại hộ pháp của trường sinh thánh điện, 6 năm trước được phái về nước để thu nạp tất cả thế lực ngầm. Trường sinh thánh điện, hạ thiên cau mày, hắn đã nghe qua tổ chức này, Chiêm mộ tư đã từng tham gia thí luyện tiểu tiên giới chính là người của tổ chức này. Tiêu nhất phi gật đầu, kính cẩn bổ sung, trường sinh thánh điện là thế giới ngầm phương Tây, một tổ chức có truyền thừa lâu đời, nghe nói đã có mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm lịch sử. Bọn họ lấy trường sinh bất tử của nhân loại, giữ gìn bình ổn của trái đất làm tôn chỉ, thế lực phân bố toàn cầu. Tuy nhiên, thế lực trong nước không cách nào nhúng tay vào, bởi vì đã có thể lực khác ngăn cản thế lực nào?" Hạ Thiên hỏi. Tiêu Nhất Phi rất nhanh trả lời, "Ta cũng không biết rõ. Những người được phái đi trước đó đều chết một cách rất khó hiểu, hơn nữa còn không truyền tin tức trở về. Vậy tại sao bây giờ bọn họ lại dám phái người đến?" Tô Vô Song không khỏi đặt câu hỏi. Tiêu Nhất Phi đáp, "Bởi vì thế lực đó giống như đã biến mất trong mấy chục năm gần đây, cho nên, Bất Luận Thiên Cung hay là Trường Sinh Thánh Điện đều muốn nhân cơ hội này khống chế trong nước." Chẳng lẽ thế lực đó có liên quan đến ngươi? Tô Vô Song kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nếu không, tại sao nó lại tương xứng với thời gian sau khi ngươi xuống núi hoạt động? Hạ Thiên nhếch miệng, ta không biết có thế lực gì cả, sau lưng ta cũng chẳng có thế lực nào. Nguyệt sư tỷ không phải thế lực sau lưng ngươi sao? Tô Vô Song nói. Thần tiên tỷ tỷ sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán đó đâu. Hạ Thiên khẳng định, sau đó hỏi tiếp tiêu nhất phi mấy vấn đề nhưng cũng không thu được quá nhiều tin tức sau khi tiêu nhất phi trả lời xong hắn ta hy vọng nhìn hạ thiên hắn ta đã biết rõ mình không phải đối thủ của hạ thiên chỉ là trong lòng hy vọng hạ thiên có thể tha cho hắn ta một lần hạ thiên nói được rồi ngươi có thể đi chết rồi ngươi không thể tiêu nhất phi kinh ngạc không thôi nghiến răng phát ra âm thanh ngươi cảm thấy ngươi có thể chống lại sao hạ thiên khó chịu nói ta cho ngươi đi chết đã là nhân từ lắm rồi cố mà chân quý đi ánh mắt tiêu nhất phi hiện lên sự oán độc bỗng dưng cắn nát đầu lưỡi thế thì mọi người cùng nhau chết đi đầu lưỡi của hắn ta lập tức tràn ra máu tươi màu lam sau đó phun ra huyết phụ nhiễm phải không khí trong nháy mắt bùng lên ánh sáng màu lam lóa mắt dưới bầu trời đêm một luồng ánh sáng màu lam phóng lên tận trời lóe lên rồi biến mất Cao ốc đột nhiên biến mất, cũng giống như cao ốc hiệp hội thần y trước đó, chỉ còn lại một cái hố cực lớn. Chết rồi sao? Cách đó không xa, Tô Vô Song hỏi. Hạ Thiên gật đầu, chết rồi, đồ vật bên trong cũng tan thành mây khói. Vậy thì tốt quá, bọn họ không thể hại người được nữa. Tô Vô Địch cũng cảm khái không thôi. Đi thôi, Tô Vô Song vỗ đầu em trai, nói với Hạ Thiên, nơi này không nên ở lâu. Hạ Thiên ngược lại không để ý, dù sao cũng có thiên đạo tổ đến giải quyết hậu quả. Sau khi bọn họ rời đi, một lão giả dâu tóc bạc trắng bước đến trước cái hố, yên lặng đứng thật lâu, cuối cùng thở dài, trực tiếp nhảy xuống cái hố sâu không thấy đáy đó. Sư phụ, có phải ngươi đã giết chết thiên y tiêu nhất thủ? Rất nhanh, Triệu Thanh Thanh đã gọi điện thoại đến, nhưng lại hỏi vấn đề khiến Hạ Thiên nghĩ không ra. Hạ Thiên đáp: Ta chưa từng gặp Tiêu Nhất Thủ, Tiêu Nhị Thủ gì cả. Ngược lại cháu trai của ông ta đã bị ta xử lý, cũng khó trách Triệu Thanh Thanh không khỏi giật mình. Vừa rồi tập đoàn Thiên Y phát thông cáo, nói người sáng lập tập đoàn Tiêu Nhất Thủ để lại di ngôn, chẳng những công khai xin lỗi ngươi, còn quyết định tặng toàn bộ tài sản tập đoàn Thiên Y một cách không ràng buộc cho ngươi, chỉ bổ sung một điều kiện nho nhỏ. đương nhiên, người có đồng ý hay không cũng không trở ngại việc thực hiện di trúc chẳng hứng, Hạ Thiên nói, cao ốc tập đoàn của ông ta đã không còn, những thứ còn lại cũng chẳng có thứ gì có thể dùng được. Không nhất định, Tô Vô Song nghĩ đến một việc, chắc hẳn Thiên Y Môn vẫn còn một số bí mật hạch tâm, hẳn không nằm trong cao ốc kia, mà đã được tiêu nhất thủ cất giữ. Hạ Thiên kỳ quái nhìn Tô Vô Song, an tâm, chẳng lẽ trong Thiên Y Môn có thứ mà ngươi muốn? Cũng không phải, Tô Vô Song lắc đầu. Nàng xoa đầu em trai, Giải thích với Hạ Thiên, thiên y môn đã tồn tại nhiều năm như thế, lại luôn bắt người làm thí nghiệm, nhất định sẽ càng có nhiều người bị hại giống em trai ta. Ta cảm thấy nếu có thể tìm được bọn họ, chúng ta sẽ chữa khỏi cho chúng. Được rồi, tất cả nghe ngươi. Hạ Thiên đối với lời nói nữ nhân của mình đều rất nghe lời. Hắn nói với Triệu Thanh Thanh, được, việc này ta đồng ý. Lão già ngu ngốc đó có điều kiện gì? Triệu Thanh Thanh lập tức hồi đáp, tiêu nhất thủ hy vọng người có thể thay đổi y thuật thiên y môn, bỏ đi những thứ thương thiên hại lý, lưu lại những thứ có thể trị bệnh cứu người, sau đó tìm truyền nhân truyền lại. Chỉ có thứ này thôi sao? Hạ Thiên không cảm thấy đây là việc khó gì. Triệu Thanh Thanh đáp đúng, yêu cầu của ông ta là như thế. Biết rồi, Hạ Thiên hờ hững đáp lại, lười biếng nói, vậy ngươi hãy tiếp nhận tài sản của Thiên Y Môn trước, sau đó chỉnh sửa lại toàn bộ tư liệu y thuật liên quan đến thiên y môn khi nào rảnh ta sẽ xử lý được triệu thanh thanh mỉm cười thuận miệng hỏi một câu sư phụ người không chấp nhận người mà viên thế hoàng sắp xếp cho ngươi chẳng lẽ ngươi tìm được tân hoan cho mình rồi à hạ thiên mỉm cười nói không phải tân hoan gì cả thật ra ngươi cũng quen người này ta quen là ai vậy triệu thanh thanh sửng sốt những nữ nhân của hạ thiên mà nàng biết đa số đều đã đến tiên vân đại lục những người còn lại hình như cũng không ở đế đô chính là an tâm hạ thiên nói là thị nữ của vợ nữ hoàng trước kia triệu thanh thanh không khỏi sửng sốt không phải nàng ấy đã đến tiên vân đại lục rồi sao nàng ấy không có đi hạ thiên nhìn tô vô xong một chút rồi nói nàng ấy nói nàng ấy chỉ muốn làm một người bình thường ngay cả tên cũng đổi về tô vô xong trước kia được sư phụ ngươi coi trọng đời này không cách nào bình thường được rồi triệu thanh thanh trêu chọc tô vô song thật sự tán đồng cách nói này nhưng tính cách của nàng có chút gặp sao yên vậy xưa nay không có quá nhiều phàn nàn về chuyện đã xảy ra mà là mau chóng thích ứng sau đó tiếp nhận nếu thật sự không tiếp nhận được nàng mới tìm cách thoát đi hạ thiên khinh thường nói nàng vốn không phải người bình thường làm sao có thể sống cuộc sống bình thường nếu không phải ngươi tìm đến, cuộc sống của ta chắc chắn bình thường rồi." Tô Vô Song không khỏi phản bác một câu. Hạ Thiên lắc đầu, chỉ vào Tô Vô Địch an tâm, ngươi rời khỏi Đảo Thần Tiên mới được bao lâu mà đã gặp được tên tiểu gia hỏa phiền phức này, lại còn bị cuốn vào Thiên Y môn. Nếu không có ta, cuối cùng ngươi còn không phải sử dụng kỹ năng tu tiên giả sao? Cho nên, ngươi đừng để ý cái gì bình thường hay không bình thường, mình sống thật tốt là được rồi." ngươi nói rất đúng vui vẻ là được rồi tô vô song nhẹ gật đầu một lần nữa thích ứng với tiết tấu của hạ thiên phiền phức cuối cùng cũng không thể tránh né vậy thì không cần thiết phải tận lực theo đuổi cái gọi là bình thường tô vô địch nghe ba người lớn nói chuyện cảm thấy đau đầu trong lòng cho rằng vẫn không nên lớn lên thì tốt hơn được rồi không còn việc gì ta cúc máy đây triệu thanh thanh đích thật có việc cần làm nàng biết sư phụ cần tán gái cũng không muốn quấy rầy quá nhiều, nhưng trước khi cúp điện thoại, nàng vẫn nhắc nhở Hạ Thiên một câu, "Sư phụ, đừng quên mười mấy ngày nữa, ngươi còn phải đến cổ địa một chuyến đấy." "Ta biết rồi." Hạ Thiên cho rằng không cần thiết phải tuân thủ ước định nửa tháng. Nếu cảm thấy quá nhàm chán, hắn có thể đến đó để tìm vợ y y và a cửu. Nhưng y tiểu âm và a cửu đang ở cổ địa lại hy vọng Hạ Thiên không đến đó sớm. Cũng không phải hắn sợ ở đó có cạm bẫy gì, mà là hắn không biết năm đó Trương Minh Đà đã gây ra chuyện gì, dẫn đến đa số người hận ông thấu xương. Bọn họ cũng biết Trương Minh Đà có đồ đệ sắp đến cổ địa, cho nên người nào cũng vung tay vung chân, yên lặng chờ Hạ Thiên đến. Y tiểu âm và a cửu dĩ nhiên không lo lắng cho an nguy của Hạ Thiên, chẳng qua bọn họ cảm thấy với tính tình của Hạ Thiên, nếu đến đây, nhất định sẽ gây ra một đống lớn phiền phức. Đến lúc đó giúp đỡ giải quyết hậu quả nhất định vẫn là hai người bọn họ. Y Y tỷ, người không cảm thấy nơi này chỗ nào cũng kỳ quái sao? Trong một căn nhà trúc, A Cửu không nhịn được bực tức nói: nơi này không giống như nơi cho người ở, khắp nơi đều là côn trùng. Trên đường, trên cây, trong bùn, trong nước, nếu không phải nhà trúc của chúng ta có đốt hương tránh trùng, đoán chừng chúng ta đã sớm bị côn trùng bao phủ rồi. Dù sao nơi này cũng là cổ địa, vốn là thánh địa của côn trùng mà. Y tiểu âm ngược lại tốt hơn, cũng không cảm thấy sợ hãi đối với côn trùng, cũng không có ham mê đặc biệt, nhưng số lượng đích thật hơi nhiều, người cần chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Dù sao nơi này cũng chỉ là bên ngoài cổ địa, khu vực trung tâm nửa tháng sau mới có thể mở ra. Nghe nói, mỗi một con côn trùng bên trong ít nhất đều có cấp bậc cổ vương, lực sát thương không thua gì tu tiên giả trúc cơ kỳ. Biến thái như vậy sao? Tu vi A cửu không yếu, nhưng nàng cũng biết tu tiên trên trái đất không dễ. Tu vi trúc cơ kỳ trên cơ bản đã có thể nghiền ép phân nửa trái đất. Trên thế giới, người có thể biến người bình thường thành tu tiên giả siêu cấp, đại biến thái như hạ tiên thì chỉ là con số ít. Không ít người gọi là dị năng, linh dị, tổ chức tu luyện siêu tự nhiên các nơi trên thế giới, đa số chỉ dừng lại ở giai đoạn luyện khí kỳ, chỉ có rất ít đạt được kỳ ngộ, ví dụ như đi qua ba đại bí cảnh mới có thể đạt đến tu vi trúc cơ kỳ trở lên. Ai giống như Hạ Thiên, gia tăng nữ nhân của mình lên kim đan kỳ chẳng khác nào rau cải trắng trong vườn. Hai, vẫn là cuộc sống trước kia tốt, A Cửu không khỏi thở dài, ngã xuống giường, hai chân kẹp chặt cái chăn, không hề có hình tượng thục nữ lăn qua lăn lại, ngày ngày ở trong viện, chờ bệnh nhân đến cửa, cái khác không cần quan tâm. Chỉ tại cái tên lưu manh kia thay đổi cuộc sống của chúng ta, sau đó kéo chúng ta vào phương hướng càng lúc càng quỷ dị. Người nói như vậy cũng không đúng. y tiểu âm đang xem những quyển sách liên quan đến cổ trùng, thản nhiên nói: cuộc sống xưa nay không vì người nào đó mà hoàn toàn thay đổi, mà là chính người tiếp nhận mới có thể cảm thấy nó thay đổi. hai, đừng thảo luận triết học vào lúc này. ta à cửu lắc đầu, nói với y tiểu âm: y y tỷ, ngươi không thể theo ta thống khoái mắng cho tên biến thái kia một lần sao? Y Tiểu Âm khẽ cười, nói với A Cửu, đến tiểu tiên giới một chuyến, tại sao tính tình của ngươi còn chưa an tĩnh lại? Đến tiểu tiên giới thì có liên quan gì đến tính tình? A Cửu ngáp một cái, lắc đầu nói, tính cách của ta là như vậy, đời này cũng không thay đổi. Tỷ tỷ, ngươi không giống tên Lưu Manh đó, bắt đầu ghét bỏ ta chứ? Y Tiểu Âm không tin Hạ Thiên sẽ ghét bỏ A Cửu mặc dù hai người gặp nhau sẽ thường xuyên đấu võ mồm nhưng đã sớm thành quen ầm ý cũng đã trở thành tình thú giữa hai người bọn họ ngươi và cha ngươi nhận nhau chưa? Y tiểu âm hỏi sang chuyện khác. A à, cửu lắc đầu, có cái gì mà nhận nhau chứ? chờ ông ta tìm được mẹ ta rồi nói sau. Cũng tốt, y tiểu âm không khỏi cảm thán. thân thế của nàng cũng chẳng có gì có thể nói bởi vì nàng đã sớm tìm qua cha mẹ đều qua đời hơn nữa còn là người bình thường a à cửu đương nhiên biết y tiểu âm nghĩ gì không khỏi hỏi sang chuyện khác y y tỉ người nói năm đó đại sư phụ của hạ thiên rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến người người oán trách vì sao người nơi này nghe đến tên của ông ấy thì nổi trận lôi đình hận không thể giết chết ngay lập tức không rõ lắm y tiểu âm lắc đầu người nơi này đều giữ kín như bưng không ai dám nhắc đến chuyện đó a à cửu hơi cảm khái hai có đồ đệ vãi thì có sư phụ bựa đoán chừng sư phụ của hạ thiên khi còn trẻ cũng không phải hạng người tốt Người đừng nên nhạo báng trưởng bối như thế y tiểu âm từ trước đến nay không thích nói xấu sau lưng người khác cho nên cũng không tiếp tục thảo luận đề tài này a cửu học theo dáng vẻ lười biếng của hạ thiên ngáp một cái nơi này thật nhàm chán ta đột nhiên hy vọng có tên phú nhị đại nào đến chọc ta sau đó ta đánh hắn ta một trận cho hạ giận y tiểu âm bật cười người đúng là học được từ hắn một số thứ thất loạn bát tao rồi đấy. Y y tỷ, người khoan hãy nói, bây giờ ta thật sự đã hiểu ra một chút. A cửu mỉm cười, xoay người nằm sấp, ngẩng đầu nhìn y tiểu âm. Trước kia, ta thấy hắn hay đánh một số tên lưu manh, dù côn ác bá, phú nhị đại, đúng là quá tệ, quá không biết điều. Nhưng gần đây ta lại cảm thấy những người này có đôi khi muốn ăn đòn, đánh một trận cũng thú vị. Bành 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 a à, cửu còn chưa dứt lời ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa liên hồi người bên trong mau cút ra đây cho lão tử chỉ thấy bên ngoài có một giọng thô kệch giống to phòng trúc này đã được thiếu ra chúng ta nhìn chúng các ngươi tốt nhất nên ra ngoài nếu không các ngươi chẳng có quả ngon để ăn đâu a à, cửu nghe được giọng nói này xoay người nhảy xuống giường mừng rỡ nói cuối cùng cũng có chút việc vui để làm khó trách tên lưu manh kia luôn thích làm mấy chuyện này đúng là phương pháp giết thời gian rất tốt. Người ra xem một chút đi, y tiểu âm lạnh nhạt, nhưng đừng chơi quá mức như tên kia nhé. Ta à, cửu lắc lư nắm đấm, ta cũng không phải chơi, ta ra ngoài để giảng đạo lý. Tiếng la bên ngoài lại vang lên, ngươi còn không ra, lão tử phá phòng trúc này cho ngươi xem. Ở đâu ra một tên ngu ngốc động một chút là hủy phòng ở vậy. A à, cửu đẩy cửa bước ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một tên mặt to thô cạch, nàng bực bội nói ngươi cho rằng ngươi là ai chứ phòng này là phòng của ngươi à ôi chao không nghĩ đến còn là một mỹ nữ cực phẩm đại hán thô kệch nhìn thấy a cửu mắt sáng lên vậy thì tốt quá rồi ngươi không cần rời đi đâu nữa về sau ngươi bồi thiếu gia nhà ta là được rồi a cửu tức giận nói tại sao ngươi không để mẹ ngươi đi bồi tên thiếu gia chết tiệt đó mẹ ta đang bồi đấy ngươi không nhìn thấy sao Đại Hán thô kịch chỉ tay ra sau lưng, gương mặt tràn ngập sự kiêu ngạo. A Cửu Thuận theo hướng chỉ của người này, phát hiện cách đó không xa có một nam nhân sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy yếu mặc áo xanh, đang nằm trên một cái ghế trúc, trong lòng còn có một lão bà hơn 60 tuổi. Dáng người lão bà này có thể nói là giữ rất tốt, ít nhất không quá mập cũng không quá béo, khi còn trẻ cũng được tính là mỹ nhân. Tuy nhiên, vẻ già nua cũng đã xuất hiện lại còn tận lực giả bộ nai tơ, đóng vai con mèo nhỏ núp trong ngực nam nhân, thần thái khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nam nhân mặc áo xanh lục lại rất hưởng thụ, thỉnh thoảng còn vuốt ve giai nhân già trong lòng, hai người anh anh em em với nhau trước mặt mọi người. Các ngươi là thứ đồ gì vậy? Mặc dù A Cửu không kỳ thị vong niên luyến, nhưng tình huống trước mắt đã vượt ra khỏi năng lực chịu đựng tâm lý của nàng. Nam nhân mặc áo xanh lục không kiên nhẫn nói, mãng ca, Xong chưa, ta và mẹ ngươi chờ suốt ruột rồi. Thiếu ra, ngài yên tâm đi, xong ngay đây, đại hán thô cạch cung kính hồi đáp. Lão bà kia lại không thích, chừng mắt nhìn hắn ta, không lớn không nhỏ gì cả. Bây giờ thiếu ra là cha ngươi, ngươi mau gọi cha đi. Vâng, cha, mẹ, hai người yên tâm chờ một chút, con sắp lấy được căn phòng này rồi. Dù gã đại hán cũng là người cao hơn mét tám, nhưng gọi một kẻ đồng lứa với mình bằng cha cũng không cảm thấy có gánh nặng gì trong lòng. A cửu cũng đã chứng kiến không ít cực phẩm, nhưng nàng vẫn bị một nhà ba người này chấn kinh. Mỹ nữ, ta đang hỏi ngươi đấy, tại sao ngươi lại ngẩn ra như thế? Nam nhân thô kịch đưa tay chỉ A cửu cảnh cáo, đừng nhìn cha ta dáng dấp đẹp trai ngươi liền có suy nghĩ không đứng đắn. Nói cho ngươi biết, ngươi không có cửa đâu. Cho dù ngươi muốn ôm ấp yêu thương. Ngươi cũng chỉ có thể xếp sau mẹ ta, làm tiểu thiếp thứ 19 của cha ta. Đầu óc của ngươi có bệnh đúng không? A cửu tức giận nói, mấy tên háo sắc như thế còn không xứng sách dày cho ta. Ta muốn nhìn hắn ta có thể làm ra được chuyện gì? Sắc mặt nam tử thô kịch bỗng dưng thay đổi, chỉ vào A cửu nói, ta thấy ngươi là mỹ nữ mới nể mặt ngươi, ngươi đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mặt mũi thì ngươi giữ lại dùng đi. A à, cửu hơi cảm thấy buồn nôn, ý định muốn hành hung phú nhị đại làm niềm vui ban đầu cũng mất luôn. Cho người ba phút, lập tức cút xa một chút. Nếu không, ta đánh chết các người đấy. Mỹ nữ, khẩu khí của ngươi lớn thật. Nam tử thô cạch cười lạnh, khoanh tay trước ngực. Người có biết ta là ai, có biết thiếu gia nhà ta có thân phận gì hay không mà dám nói với ta như thế? A à, cửu nghe đối phương nói như thế, không khỏi mỉm cười. Thế ngươi nói thử xem ngươi là ai? thiếu gia nhà ngươi có thân phận gì? Ta nói ra, sợ hù chết tiểu nha đầu ngươi đấy. Nam tử thô cạch hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói ta là mãng lực sĩ vô lượng cung, thiếu gia nhà ta chính là thiếu chủ vô lượng cung, con trai tả dược vương Nam Cương, người xưng là tả thiếu gia. Các ngươi đến Nam Cương, hẳn cũng đã nghe qua danh tự của thiếu gia nhà ta. Ta chưa nghe qua vô lượng cung gì cả, ta à, cửu cao mày, hơn nữa, Tả Dược Vương Nam Cương đã chết từ 40 năm trước, đừng nói con trai, ông ta cả đời không lập gia đình, cũng chẳng có bất kỳ tình nhân nào. Người nói hưu nói vượn gì thế? Mãng lực sĩ nghe A Cửu nói xong, đột nhiên giận dữ tiểu nữ hoa như ngươi thì biết cái gì, ai nói Tả Dược Vương chết rồi. Ngài ấy vẫn đang sống rất tốt, người đang rủa gia chủ chúng ta chết sớm à? A Cửu xác định nhóm người này chính là lừa đảo, cũng lười nhiều lời, khoát tay nói ta chẳng quan tâm ông ấy chết hay chưa. Dù sao chuyện đó cũng chẳng liên quan đến ta, ta không nói nhảm với ngươi ở đây nữa. Ngươi hãy mang theo mẹ ngươi, còn có cha dượng của ngươi cút xa ta ra một chút. Ngươi muốn chết, mãng lực sĩ giận tái mặt, làm nhục hắn ta thì còn được, nhưng bất kính với thiếu gia, tội không thể tha. Hắn ta liền bóp quyền đánh về phía A Cửu. A Cửu thấy người này đánh tới, ngay cả tâm trạng ứng chiêu cũng không có, bởi vì một quyền này ngoại trừ khí lực lớn một chút hoàn toàn chẳng còn điểm sáng nào nữa bành nắm đấm mãng lực sĩ đổi chiều trực tiếp đánh thẳng vào mũi của mình khí lực quá lớn nện hắn ta đến phát mộng con trai người bị gì vậy không có việc gì người tự đánh vào mũi mình làm gì lão bà đằng kia cũng cảm thấy lạ quát lớn với mãng lực sĩ đừng đùa nữa thiếu gia đã đổ mồ hôi rồi nhất định phải lấy phòng chúc cho thiếu gia nghỉ ngơi. Gió, mãng lực sĩ nghe được mệnh lệnh của lão bà, cũng không đoái hoài đến đầu óc còn đang choáng váng, lại nện xuống A Cửu. Đáng tiếc, A Cửu đã được Hạ Thiên bổ túc nhiều lần, sớm học trộm được một số chiêu thức, hiện tại vừa lúc có thể dùng đến. Thế là, mãng lực sĩ trước mặt mọi người biểu diễn hành hung mình, đánh cho mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy, một chút cũng không lười biếng. Thiếu gia, a à Mãng bị gì thế nhỉ? Dù sao lão bà cũng vẫn quan tâm con của mình, vội cầu xin nam nhân mặc áo xanh lục giúp đỡ, ngài mau giúp nó một chút, nếu không, không biết nó sẽ tự đánh mình thành cái dạng gì nữa. Nam nhân mặc áo xanh lục lạnh lùng nhìn A Cửu, cô nương là thần tiên phương nào, nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, cũng không cần thiết phải ra tay nặng như vậy. Ánh mắt của ngươi có vấn đề à? A Cửu nói, ta vẫn luôn đứng ở đây, chưa từng ra tay là đứa con trai nửa đường nhận được của ngươi tự mình đánh mình. Ngươi cho rằng bổn thiếu gia là kẻ ngu sao? Nam nhân mặc áo xanh lục lạnh giọng quát A à Cửu, mãng ca nói thế nào cũng là người của ta, ngươi thật sự cho rằng bổn thiếu gia là giấy sao? A à Cửu lơ đánh nói, ngươi là giấy hay là bùn rán, điều này chẳng liên quan đến ta. Tóm lại, bổn cô nương không muốn nhìn thấy các ngươi, mau cút đi. Vị cô nương này, Ngươi có biết mình đã không còn sống được nữa không? Nam nhân mặc áo xanh lục nghe A Cửu nói, không khỏi bật lại, ta không thích côn trùng, gần đây cũng chỉ có phòng trúc của các ngươi không bị cổ trùng quấy dày. Cho nên, chỉ cần ngươi nhường lại phòng cho ta, ta có thể không so đo ngươi bất kính, lại còn cho ngươi một viên tiên đan cứu mạng ngươi, như thế nào? A Cửu khịt mũi coi thường mấy lời nói này, mặc dù nàng học y không tinh, không thể so được với Hạ Thiên và y tiểu âm, nhưng đối với người bình thường cũng được xem là danh y. Người không tin, nam nhân mặc áo xanh lục cười lạnh, người không ngại xốc tay áo lên một chút, xem dưới da cổ tay trái có phải nổi gân xanh, có dấu vết giống như mũi cắn, màu sắc rất sáng hay không. Người đã trúng độc thanh dạ đom đóm, trên thế giới này cũng chỉ có tiên đan dược vương cốc ta mới có thể giải. Cho nên, mọi người không ngại kết giao bằng hữu như thế nào. Không cần đâu, a à cửu nhìn cổ tay của mình quả thật có vết tích màu xanh nhạt nhưng nàng cũng không để trong lòng trong phòng còn có nữ thần y hơn nữa còn có tên biến thái hạ thiên nàng làm sao mà chết được biết rõ mình sắp chết lại còn dám từ chối bổn thiếu gia người đúng là có cá tính nam nhân mặc áo xanh lục cười nhạo hơi khinh bỉ nói tiếc cho mỹ mạo của ngươi còn có tuổi trẻ nữa ngươi mới chết đấy không đợi a à cửu phản kích một âm thanh lười biếng vang lên khó chịu nói nếu người muốn giữ mạng người mau cút ra xa sau đó tìm hố phân nhảy vào ở ba bốn ngày là có thể nhặt về được cái mạng a à cửu nghe được giọng nói này liền xoay người lại giật mình kêu lên người đến từ lúc nào thế cửu nha đầu người đúng là ngốc ta đến hơn nửa ngày rồi hạ thiên mỉm cười đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của a cửu ta còn nói chuyện một hồi với vợ y y trong phòng A à, cửu kinh ngạc hỏi, không phải nửa tháng sau ngươi mới đến sao? Bọn họ nói nửa tháng thì liên quan gì đến ta? Hạ thiên ngáp một cái, tại sao ta lại phải nghe bọn họ? Ta nhớ mọi người nên đến đây. A à, cửu rất nhanh không quan tâm chuyện này nữa, được rồi, tên biến thái ngươi trước giờ cũng không phải loại người đi theo đường người khác vạch sẵn. Hai vị hình như cho rằng đây là chỗ không người, nam nhâm mặc áo xanh lục thật sự nổi giận, cho đến bây giờ hắn ta chưa từng bị người ta coi thường như thế ngươi cho rằng tả mỗ ta là người dễ tính à ngươi là người như thế nào thì có liên quan gì đến ta hạ thiên khó chịu nói ta cho các ngươi một phút lập tức biến cho ta đừng ở đây ảnh hưởng ta và cửu nha đầu liếc mắt đưa tình a à cửu nói ngươi đang dùng từ gì vậy ngươi nghe hiểu là được hạ thiên cười nói các ngươi không nhìn ta chính là không nhìn ta giả nam cương cũng không nhìn vô lượng cung dược vương cốc. Nam nhân mặc áo xanh lục chậm rãi đứng dậy, quần áo không gió nhưng lại lung lay, ngược lại cũng có chút khí thế. Khi đưa tay lên, mấy luồng ngân mang lóe lên rồi biến mất. Dám dùng châm trước mặt ta, ngươi đúng là không sợ chết. Hạ thiên khinh thường nói, hơi hợt phất tay lên, mấy cây ngân châm bị bắn ngược trở về. Nam nhân mặc áo xanh lục hoàn toàn không nghĩ đến ngân châm lại bị bắn theo đường cũ trở về, trực tiếp chúng chiêu cũng may trên người hắn ta có giải dược cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương gì chỉ là lửa giận càng thêm thịnh nhìn xem rốt cuộc là ai chết nam nhân mặc áo xanh lục hất lão bà trong người ra hai tay phồng lên dẫn ra một luồng gió lạ thổi về phía hạ thiên trong gió tràn ngập hương vị kỳ lạ vô cùng mỏng manh yếu ớt tản ra chút bản lãnh này mà cũng dám gọi là dược vương hạ thiên nhếch miệng vô cùng thất vọng nào có thuốc chỉ có một ít phấn, chỉ bằng gọi ngươi là phấn vương thì tốt hơn. Tuy nhiên, phấn vương không thích hợp với ngươi, gọi ngươi phấn nương thì thích hợp hơn. Ha ha, chỉ biết tranh đua miệng lưỡi. Nam nhân mặc áo xanh hừ lạnh, chỉ vào Hạ Thiên, "Các ngươi đã trúng độc dược độc môn tả ra ta, phấn mộng Trần. Chưa đầy 3 giây, da trên người ngươi sẽ vỡ ra, máu bên trong cơ thể sẽ dần dần ngưng kết, vỡ thành bột phấn. Đến lúc đó người sẽ trải qua vô số sự đau đớn khó tả, cuối cùng tuyệt vọng chết đi. Quả nhiên, vừa dứt lời, lập tức có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, à, bệnh tâm thần, người gào cái quái gì thế? A à, cửu giật mình, quay đầu kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bởi vì nàng phát hiện người hét thảm chính là hắn. Ta nghe hắn ta nói đáng sợ quá, cho nên phối hợp một chút. Hạ Thiên ngừng lại, cười nói, cửu nha đầu kỹ thuật biểu diễn của ta có phải rất lợi hại hay không, ngay cả nàng cũng bị lừa. Lừa cái đầu ngươi đấy, A cửu tức giận đạp Hạ Thiên một cước, ngươi đàng hoàng lại một chút cho ta. Hạ Thiên ôm vai A Cửu, Cửu nha đầu, không phải nàng đang cảm thấy nhàm chán sao? Ta chỉ thêm chút việc vui thôi mà. Ngươi mới là nhàm chán nhất đấy, A Cửu nói. Đủ rồi, sắc mặt nam nhân áo xanh lục trong nháy mắt trở nên tồi sầm, đôi nam nữ này không thèm nhìn hắn ta. Điều này chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn ta, có thể nhẫn chứ không thể nhục. Hạ thiên liếc mắt nhìn hắn ta, lười biếng nói, tên ngốc người còn chưa chịu đi, người muốn ăn đòn à. Từ trước đến giờ chưa có ai dám làm nhục bổn thiếu ra như thế. Hai mắt nam nhân mặc áo xanh lục tràn ngập phẫn nộ. Hắn ta nghiến răng nói, các ngươi cho rằng ta đang đùa với các ngươi à các ngươi một người chúng thanh giả dạ huỳnh hỏa của ta, một người chúng phấn mộng trần. hôm nay các ngươi chắc chắn sẽ phải chết. vừa rồi người còn nói ba giây sau sẽ phát tác mà. a à, cửu hiển nhiên không tin lời người này nói. nếu nàng chúng độc thật, còn sợ hạ thiên giải không được sao? nếu bây giờ không còn việc gì thì bớt thổi ra châu đi, về nhà an hưởng tuổi già với lão bà kia thì hay hơn. bây giờ các ngươi sẽ phải chết. Nam nhân mặc áo xanh lục hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm hai cái bình thuốc, xoay hai vòng rưỡi, sau đó chạm vào nhau, thân bình lập tức vỡ vụn. Một luồng khí tức mỏng nhạt tràn ra, vừa giống sương mù vừa giống khói, chớp mắt một cái là không thấy tung tích đâu. Đây là thuốc dẫn hương. Sau khi hít phải loại hương khí này, mạng của các ngươi sẽ nằm trong tay ta. Nam nhân mặc áo xanh lục cười khẽ, khoát tay với Hạ Thiên, như ta đã nói, Bây giờ ta muốn người thổ huyết, người không thể không thổ, phốc. Lời còn chưa nói hết, nam nhân mặc áo xanh lục bỗng nhiên cảm giác có một luồng nhiệt lưu từ trong tim trào ra, sau đó chạy lên cổ họng, tiếp theo hắn ta há miệng phun ra. Nhiều máu đến như vậy sao? Hắn ta còn sống nổi không? A à, cửu cũng giật cả mình, người bình thường làm sao có thể nôn nhiều máu đến như vậy? Hạ thiên nói, yên tâm đi, tên ngốc đó không chết được đâu. Tả thiếu ra, ngươi không sao chứ. Lão bà kia vừa mới chăm sóc con trai xong, quay đầu nhìn thấy nam nhân mặc áo xanh phun máu như suối, bị dọa đến sắc mặt không còn chút máu. Nam nhân mặc áo xanh lục kinh ngạc hỏi hạ thiên, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao ngươi có thể phá được thuốc dẫn hương của ta? Ta là hạ thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ thiên khinh thường đáp, chút hy thuật mèo quào của ngươi, còn kém cửu nha đầu mấy trăm lần. Cái gì gọi là mấy trăm lần? Ban đầu a cửu không thèm để ý đến kiến thức của mình, kết quả lại bị một câu của Hạ Thiên chọc tức, kỹ thuật của ta không sánh bằng ngươi và y tỷ tỷ, nhưng cũng không đến mức thấp như vậy chứ. Cửu nha đầu, ta không nói y thuật của ngươi thấp. Hạ Thiên vội cải chính, ta nói hắn ta còn kém hơn ngươi gấp nhiều lần. Không nghĩ đến nam nhân mặc áo xanh lục nghe tên Hạ Thiên xong, bỗng đẩy lão bà sang một bên. Một lần nữa đứng lên, ngươi, ngươi chính là Hạ Thiên. Đúng, ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng, tên ngốc ngươi biết ta à? Ta không biết ngươi, nhưng ta biết tên của ngươi. Nam nhân mặc áo xanh lục nghiến răng nói, ta còn biết ngươi chính là đệ tử của Quỷ Y môn, đồ đệ của Trương Minh Đà, đúng không? Hạ Thiên khoát tay, Trương Minh Đà là đại sư phụ của ta, nhưng ta và Quỷ Y môn chẳng có quan hệ gì cả bây giờ mới nghĩ đến việc phủi sạch quan hệ thì đã muộn rồi. Nam nhân mặc áo xanh giận dữ, chỉ vào Hạ Thiên, quát lớn, ban đầu ta chỉ coi ngươi là người vô tội, cho nên ta không đành lòng xuất ra độc hương bá đạo nhất, lợi hại nhất sược vương cốc, nhưng bây giờ thì khác. Ngươi là Hạ Thiên, ngươi chết còn chưa hết tội. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cũng không để lời nói đối phương trong lòng, ngươi có thủ với đại sư phụ ta, ngươi đi tìm ông ấy đi, liên quan gì đến ta. Này, ta quên nói cho ngươi biết lúc này a cửu mới nhớ ra vội vỗ chán người nơi này toàn là kẻ thù sống còn với sư phụ ngươi ngươi tốt nhất nên thấp điệu một chút tại sao ta lại phải thấp điệu hạ thiên vẫn khinh thường như cũ để bọn họ đi tìm đại sư phụ của ta đi người đang ở trung nam sơn chứ ở đâu có cửu báo cửu có oán báo oán là chuyện rất bình thường a cửu tức giận nói người bán đứng sư phụ ngươi tốt nhỉ đây không phải là bán." Hạ Thiên cười nói, đại sư phụ quá nhàm chán ở Trung Nam Sơn, nhiều người đến chơi với ông ấy cũng tốt mà. "Ngươi không sợ ông ấy xảy ra chuyện sao?" A à, Cửu hỏi ngược lại. Hạ Thiên nhếch miệng, ông ta còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cho dù có xảy ra chuyện, ta vẫn có thể cứu trở về. "Thiêu Tâm Hương Viêm, chết đi cho bổn thiếu gia." Lúc này, bên ngoài cơ thể nam nhân mặc áo xanh bỗng nhiên nổi lên một ngọn lửa màu xanh rất nhanh cháy bùng lên, phù một tiếng lao thẳng về phía Hạ Thiên và A Cửu. Lửa này được nè, vừa đủ để luộc trứng gà. Hạ Thiên tùy ý để ngọn lửa bao vây mình, lại còn đánh giá một câu. Nam nhân mặc áo xanh lục cười lạnh, để ta xem ngươi có thể cuồng đến mức nào. Bây giờ bổn thiếu gia sẽ nấu ngươi thành thịt thăn. Vừa dứt lời, ngọn lửa càng thêm hừng hực, từng sợi khói xanh dâng lên điều quỷ dị chính là trong không khí không có mùi khét khi đồ vật bị đốt cháy ngược lại còn có mùi thơm khiến người ta say mê cùng mùi thịt như có như không không bao lâu sau ha 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 hạ thiên chết rồi đã bị ta thiêu chết nam nhân mặc áo xanh lục cười to lớn tiếng gào thét về bốn phương tám hướng đệ tử trương minh đà đã bị ta giết chết tả quang thanh ta mới là đệ nhất thần y nam cương hạ thiên cảm thấy nhàm chán quá tùy ý phất tay triệt tiêu ngọn lửa chẳng vui gì cả ta không lãng phí thời gian với tên mốc ngươi nữa ha ha sao nụ cười nam nhân áo xanh đột nhiên ngừng lại khó tin nhìn hạ thiên ngươi không chết không thể nào chút trình độ đó của ngươi đừng nói hạ thiên ngay cả con kiến cũng đốt không chết a à cửu không nhịn được nhả ra một câu nam nhân mặc áo xanh lục không thể tiếp nhận sự thật này hắn ta chỉ tay vào hạ thiên không thể nào tuyệt đối không thể nào. Thiêu tâm hương viêm gia truyền nhà ta, cái gì cũng có thể thiêu cháy. Cho dù người tránh được độc hương, người cũng không tránh được độc hỏa. Cho dù người tránh được khí độc, người cũng không tránh được khói độc. Được rồi, mấy trò trẻ con này cũng đừng lấy ra nữa. Hạ thiên ngáp một cái, khoát tay nói. Nam nhân mặc áo xanh lục vọt đến trước mặt hạ thiên, muốn dùng tay bóp cổ của hắn, người dám làm nhục ta như vậy, Bổn thiếu gia liều mạng a. À. Bành. Hạ Thiên vung tay lên, nam nhân mặc áo xanh lục giống như diều đứt dây bay khỏi tầm mắt của mọi người, cũng không biết bay đi đâu. Thiếu gia, lão bà kia hét lên một tiếng, xông về phía nam nhân mặc áo xanh lục ngã xuống. Từ đằng xa, bà ta còn ném lại một câu độc ác, các ngươi chờ đó cho ta. Các ngươi dám đả thương thiếu gia nhà ta và con trai của ta, việc này không xong đâu một lát sau người vây xem cũng dần dần tản đi mãng lực sĩ tất nhiên cũng được người ta khiêng đi ngươi là hạ thiên lúc này lại có người từ đằng xa vội vàng đi tới từ xa đã quát lớn hạ thiên nhếch miệng ngươi là tên ngớ ngẩn nào ở đâu ra vậy lão phu không phải ngớ ngẩn ta là hội trưởng hiệp hội y dược nam cương trịnh hưởng sơn người đến là một lão giả dâu bạc trắng sau lưng còn có một đám người đi theo nhìn qua đều học y. Ta chẳng quan tâm ngươi là hưởng sơn hay hưởng hà, có chuyện gì mau nói, có dám mau thả. Hạ thiên hơi mất kiên nhẫn. Tiểu tử, thái độ của ngươi là gì thế? Ngươi dám bất kính với trịnh hội trưởng như vậy, lẽ nào lại đơn giản như thế? Có sư tất có danh đồ, quả nhiên không giả, thái độ rất ác liệt. Đệ tử Trương Minh Đà, khẳng định cũng là loại người cùng hung cực ác, giết đều được một đám đi theo sau lưng trịnh hưởng sơn cực kỳ bất mãn với thái độ của hạ thiên tất cả đều gào lên lão phu có lời muốn hỏi ngươi chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta có thể bảo đảm ngươi bình an vô sự ở nam cương trịnh hưởng sơn đưa tay ra lệnh cho đám người sau lưng ngừng quát hạ thiên khó chịu nói tại sao ta lại phải trả lời vấn đề của ngươi chứ ngươi cho rằng ngươi là ai bởi vì nơi này là nam cương sư phụ ngươi năm đó phạm vào đại tội không thể tha thứ. Trịnh hưởng sơn cao mày, cười lạnh, nếu ngươi là môn nhân của hắn ta, đương nhiên ngươi phải thay hắn ta nhận hậu quả. Bây giờ lão phu chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, đã là khoan dung độ lượng với ngươi lắm rồi. Ngươi khoan dung độ lượng hay không khoan dung độ lượng thì liên quan gì đến ta? Hạ thiên cảm thấy những người này không thể nói lý, có thù với đại sư phụ của ta, các ngươi đi tìm ông ấy đi. Ông ấy đang ở Trung Nam Sơn đấy, ta không rảnh xử lý nhàn sự của ông ấy. Nhàn sự? Trịnh Hưởng Sơn tức đến mức phổi muốn phát nổ, đây là đại sự liên quan đến tông môn và hiệp hội giới y học Nam Cương mấy chục năm. Nếu ngươi không ngoan ngoãn phối hợp, cũng đừng trách lão phu không khách sáo với ngươi. A à, Cửu nhịn không được liền nói, nói giống như vừa rồi các ngươi rất khách khí vậy. Ngươi thì tính là gì, mau cút sang một bên, bên cạnh lập tức có người nhảy ra chỉ tay vào a cửu ngươi chỉ là nữ nhân mau cút sang một bên nơi này nào có chỗ cho ngươi nói chuyện a à. lời còn chưa nói hết tay của hắn ta đột nhiên không một chút dấu hiệu bị chặt mất thật thê thảm chỉ một câu đã chặt mất cánh tay của hắn ta các ngươi không khỏi quá ngang ngược đi trịnh hưởng sơn cau mày mặc dù ông ta không nhìn thấy ai ra tay nhưng không cần nghĩ cũng biết là do đôi nam nữ trước mắt làm hạ thiên cười nói lão đầu nhi con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta làm? Nói không chừng hắn ta không có việc gì tự bẻ gãy tay của mình thì sao? Cho dù ngươi muốn viện lý do, ngươi cũng nên viện một lý do dễ nghe một chút." A à, Cửu chừng mắt với Hạ Thiên. "Cửu nha đầu, ngươi không hiểu đâu." Hạ Thiên nghiêm túc giải thích, "Thời đại nào rồi, người có sở thích quái dị đều có. Vừa rồi còn có thằng ngô tự hạ độc mình đấy." Sắc mặt Trịnh Hưởng Sơn trầm xuống lạnh lùng nói, xem ra các ngươi không có ý định phối hợp với lão phu. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải phối hợp với ngươi? Hạ thiên nhếch miệng, dựa vào việc ngươi không tắm rửa, hay là ngươi sắp chết? Không hổ là đệ tử Trương Minh Đà, thái độ quá cản rỡ. Chán trịnh hưởng sơn hiện lên gân xanh, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái nổi giận nhưng vẫn cố nhịn không phát tác. Đây không phải cản rỡ mà là khiêm tốn, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nếu muốn cản rỡ, đám ngớ ngẩn các ngươi đã sớm bị ta xử lý rồi. Làm càn, thái độ của ngươi là gì? Cho dù sư tổ của ngươi cũng không dám vô lễ với trịnh hội trưởng như thế. Chỉ bằng chúng ta giết chết hắn, diệt đi quỷ y môn, chấm dứt hậu hoạn. Đám người đi theo đằng sau trịnh hội trưởng bắt đầu la ầm lên. Thú vị nhỉ, nếu các ngươi thật sự có bản lãnh này, ta lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi ra tay. Hạ thiên mỉm cười nhìn đám người trước mặt, khinh thường nói ta sẽ đứng ở đây, các ngươi ai dám động ta. Tất cả đều im lặng, mọi người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Dù sao, vừa rồi tất cả đều tận mắt nhìn thấy hạ thiên dễ dàng đạp bay tả thiếu ra dược vương cốc. Tuy nói tả thiếu ra cũng không phải nhân vật lợi hại gì, nhưng trong số bọn họ thậm chí có người còn không bằng tả thiếu ra. Hạ Thiên cười một tiếng, một đám người ngay cả can đảm cũng không có thì đừng ở đây chướng mắt nữa. Nếu không, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở trước. Hạ Thiên, ngươi đừng quá tự cho mình là đúng. Mặc dù Trịnh Hưởng Sơn cũng cảm thấy hành động đám người của mình hơi mất mặt một chút, nhưng cũng không thể không giữ thể diện của hiệp hội, hôm nay lão phu đến đây là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nhưng ngươi không phối hợp thì thôi. Nếu đã xong, vì sao ngươi còn chưa chịu cút đi? Hạ thiên bĩu môi. Ngươi, trịnh hưởng sơn một lần nữa mắc nghẹn. Ông ta thở ra một hơi, trịnh trọng nói ta đến thông báo cho ngươi biết, thịnh hội giới y học Nam Cương sẽ được cử hành vào nửa tháng sau. Nhưng trước đó, lão phu cần khảo hạch tư chất các môn phái y học và dược đường. Nói xong, ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào hạ thiên. Giọng nói lạnh lại, nhưng thái độ có vẻ cởi mở hơn, mặc dù năm đó Trương Minh đà phạm vào đại tội nhưng là hội trưởng, Ta cần đối xử một cách công bằng với môn phái y giới. Quỷ y môn tất nhiên cũng nằm trong số đó. Sáng ngày mai, tại Cổ Nguyên lâu nguyệt phương trấn, lão phu chờ ngươi đại giá. Nếu ngươi không đến, Quỷ y môn sẽ bị xóa tên khỏi thế giới từ đây. Ngươi và sư phụ của ngươi Trương Minh Đà sẽ không được tiếp tục hành y nữa. Hạ Thiên khinh thường, thản nhiên nói, Quỷ y môn có bị xóa tên liên quan gì đến ta. Tuy nhiên, ta nhất định sẽ đến ta chỉ hy vọng ngươi có thể tìm được cao thủ chân chính, nếu không, ta sẽ chán lắm đấy. Hừ, y giới Nam Cương ta nhân tài đông đúc, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi mở mang tầm mắt. Trịnh hưởng sơn hừ lạnh một tiếng, sau đó phải tay bỏ đi, đám tùy tùng của ông ta tất nhiên cũng rời đi theo. Ngươi đồng ý, ta à cửu có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mắng bọn họ ngớ ngẩn, sau đó trực tiếp từ chối hạ thiên mỉm cười cửu nha đầu không phải ngươi vẫn luôn nói nhàm chán sao ta đang tìm thú vui cho nàng đấy khoan đã a à cửu cau mày ánh mắt đẹp nhìn chằm chầm hạ thiên lời này là ta nói với tỷ tỷ trước đó khi đó trong phòng chỉ ta và tỷ ấy tại sao ngươi lại biết ta đã biết hạ thiên nghiêm túc nói chồng của nàng không có gì làm không được ngươi quên rồi sao có quỷ mới tin ngươi đấy a cửu biết tính cách của hạ thiên vì thế nàng mới không tin vào mấy lời nói nhảm này hạ thiên mỉm cười ôm a cửu cửu nha đầu nàng nói sai rồi mặc kệ nàng có tin ta hay không trên đời này đều không có quỷ ha 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 tiểu tử ngươi một chút cũng không thay đổi ta thấy ngươi giống quỷ nhất trong số đám quỷ trên thế giới này lúc này một tiếng cười vang lên a à, nhị sư phụ nhìn ông vẫn rất tiêu sái hạ thiên quay đầu nhìn lại phát hiện người đến chính là nhị sư phụ Ngải Luân của hắn. Ngải Luân cười một tiếng, xài bước bước qua, nói với Hạ Thiên và A Cửu, khách đến, không mời vào nhà uống chén trà sao. Ngải Luân tiên sinh, mời vào. A Cửu sửng sốt, lập tức tránh sang một bên mời Ngải Luân vào nhà. Gọi tiên sinh gì chứ? Ngươi là nữ nhân của Hạ Thiên, cứ giống như tên hỗn tiểu tử này gọi ta nhị sư phụ được rồi. Ngài Luân cười lớn đẩy Hạ Thiên một cái, ta tìm ngươi có việc, chúng ta vào trong rồi nói. A à Cửu mỉm cười xấu hổ, quan hệ giữa nàng và Hạ Thiên đích thật không cần nói cũng biết, nhưng bị trưởng bối của Hạ Thiên nói thẳng ra như vậy, nàng vẫn có chút không được quen lắm. Hạ Thiên mỉm cười, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn hỏi ông. Ngươi có chuyện gì hỏi ta chứ? Gương mặt Ngài Luân hiện lên sự nghi ngờ, sau đó ông đột nhiên cảm nhận được sự không đúng không phải lão đại và lão tam lại nói hưu nói vượn gì với ngươi chứ? Nhị sư phụ, xem ra ông xác thực có biến. Hạ thiên rất thông minh, trong nháy mắt đã chứng thực được một số thông tin thông qua nét mặt của Ngài Luân. Sắc mặt Ngài Luân tối đen, hơi oán giận Trương Minh Đà và Lữ Nhân, hai tên khốn kiếp kia lại nói xấu ta. Ba người bước vào phòng, y tiểu âm đã sớm nghe được âm thanh bên ngoài, đã pha sẵn trà cho Ngài Luân. Chờ ông bước vào, nàng nói, ngài tiên sinh, mời người uống trà. Người cũng không cần khách sáo, cứ gọi ta là nhị sư phụ hoặc ngài luân là được. Ngài luân không chút khách khí khoát tay, khi tâm trạng của tên hỗn tiểu tử này tốt, nó sẽ gọi ta là sư phụ, khi không tốt, nó sẽ gọi thẳng tên ta. Hạ thiên gật đầu cười nói, nói như vậy, tính tình của ta thường xuyên tốt. Tính tình của ngươi mà tốt, ta à, cửu liếc mắt, vậy trên đời này sẽ không có người tính tình không tốt vừa nãy còn có người bị một bàn tay của ngươi quạt bay mà đó là do hắn ta tự tìm cũng không liên quan đến tính tình của ta tốt hay không hạ thiên một lần nữa thể hiện rõ logic hành vi của hắn nếu hắn ta không chọc ta ta đánh hắn thì mới được xem là tính tình của ta không tốt nhưng đám ngu ngốc đó luôn chọc ta vậy ta chỉ có thể từng bước giải quyết bọn họ được rồi tính tình của ngươi như thế nào ở đây có ai mà không biết ngài luân khoát tay gia hiểu hạ thiên tranh thủ ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói cho người biết, là chính sự có liên quan đến các ngươi. vừa lúc các ngươi đều đang ở đây, ta chỉ nói đơn giản với các ngươi một chút. lời vừa nói ra, y tiểu âm ngược lại cảm thấy hơi kỳ quái, không biết ngài tiên sinh muốn nói rốt cuộc là chuyện gì. người cũng đã phát hiện rồi sao? ngài luân mỉm cười chỉ vào y tiểu âm, mấy ngày nay ta hay thấy ngươi lên ngọn núi gần đây quan sát xung quanh. Y tiểu âm thản nhiên nói, cũng không có gì, ta chỉ cảm thấy địa hình nơi này hơi kỳ quái, tạo thành một cảm giác áp bách quỷ dị đối với lòng người. Ta chỉ muốn tìm ra nguyên nhân của cảm giác này. Hạ Thiên lười biếng nói, điều này thật ra cũng chẳng có gì kỳ quái, hoặc gần đây có cao thủ cảnh giới cao hơn các ngươi, hoặc dưới nền đất ẩn giấu đồ vật lợi hại. Ngươi nói không sai, nhưng ta cũng không cách nào chứng minh ngươi nói đúng. Ngải Luân khoát tay, nhấp một ngụm trà nói tiếp, Nam Cương từ xưa đến nay đều rất quỷ dị, cũng rất ít khi giao lưu câu thông với thế giới bên ngoài. Chỉ là 100 năm trước, một cổ thần bà bà xuất hiện, có năng lực bài chúng, quyết định mở cổ địa ra với thế giới bên ngoài, đồng thời cứ cách 20 năm sẽ chọn một nhóm người đến trung tâm cổ địa. Tuy nhiên, người tiến vào trung tâm đều bốc hơi khỏi nhân gian hoặc nghe theo hiệu lệnh của bà ta. Nói xong, Ngài Luân đưa tay chỉ hạ thiên, sư tổ của ngươi vạn quy nhân chính là người sau. Ta không có sư tổ, hạ thiên nhếch miệng, lão đầu đó không xứng. Ngài Luân không khỏi bật cười, lắc đầu cảm thán, tính tình của ngươi thật là, nếu không phải ngươi học được nghịch thiên bát châm, đoán chừng ngươi đã bị đánh chết mấy vạn lần. Ta nói chính là sự thật. Hạ Thiên lười biếng đáp lại một câu, tuy nhiên, ta ngược lại muốn biết ân oán giữa ông ta và đại sư phụ. Ta chỉ biết đại khái chuyện này mà thôi. Chuyện này và chuyện mà ta muốn nói thật ra cũng có liên quan với nhau. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết một chút." Ngải Luân dừng lại, không biết là đang lựa chọn từ ngữ hay là đang nhớ lại, một lúc sau mới nói. "40 năm trước, ta được người ta thuê đến Nam Cương giết một y sư đến tham gia hội nghị. Đến nơi đó, ta mới biết được người đó không phải y sư mà là nhạc hàn trai. Lúc đó, lai lịch của nhạc hàn trai rất bí ẩn, nghe nói ông ta nắm trong tay một nguồn năng lượng cực kỳ khan hiếm, cho nên ông ta rất được cao tầng coi trọng. Điều này ta cũng đã nghe Đại Sư Phụ và Tam Sư Phụ nói qua, ông mau tiến vào trọng điểm đi. Hạ Thiên nói, Ngài Luân cười khổ, chỉ vào Hạ Thiên, người có thể kiên nhẫn được một chút hay không? Ta rất có kiên nhẫn, nếu không, một chữ ta cũng chẳng muốn nghe. Hạ Thiên nghiêm chỉnh đáp lại. A cửu đánh Hạ Thiên một cái, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, đừng ngắt lời, người đã nghe qua nhưng ta và y tỷ tỷ còn chưa nghe qua. Được thôi, hạ thiên mỉm cười, nhị sư phụ, ông tiếp tục đi, ta không chen vào nữa đâu. Ngài Luân cảm thấy có chút được an ủi, tên hỗn tiểu tử này rốt cuộc cũng có người chế ngự được hắn. Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng cũng khó có được, nói rõ hắn rất quan tâm hai nữ nhân này. Y tiểu âm châm thêm nước trà cho Ngải Luân, người nói tiếp đi lúc đó trong tình huống như vậy nhạc hàn trai không thể giết được nhưng khi đó ta mới ra đời gan lớn cực kỳ vẫn muốn tìm cơ hội thử một lần ngài luân im lặng một chút rồi nói tiếp lần đó y hội được tổ chức không ít danh y đương thời đều tham gia mấy vòng tỷ thí qua đi hàn y hội của nhạc hàn trai quỷ y môn của đại sư phụ ngươi còn có lão môn chủ âm y môn chiếm ba hạng đầu thu được danh ngạch tiến vào trong trung tâm cổ địa Y tiểu âm khẽ gật đầu. Trước kia, nàng có nghe lão môn chủ âm y môn nhắc qua. 20 năm sau, nàng cũng đã theo lão môn chủ đến Nam Cương một lần. Biến cố phát sinh trong đêm trước khi tiến vào cổ địa. Ngài Luân cao mày, giống như đang nhớ lại chuyện gì kinh khủng lắm. Nguyên nhân cụ thể ta không thể nhớ được, cũng có thể là do bị lau ký ức. Ta chỉ nhớ mang máng, vị hàn y mà nhạc hàn trai mang đến bỗng nhiên phát bệnh, vô số cổ trùng tràn vào cơ thể hắn ta, khiến cả người hắn ta đều to gấp mấy lần, sau đó bị cổ trùng chia nhau ăn sạch. Về sau, tất cả y sư đều liên hợp lại diệt sát đám cổ trùng. Ngài Luân bỗng nhiên nhìn Hạ Thiên, hơi nghi hoặc nói, tiếp theo, tình huống hơi quỷ dị, bởi vì Trương Minh đã đột nhiên nổi điên, gặp người là giết. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, với y thuật của Đại Sư Phụ khi đó, đoán chừng đã bị chúng mê hồn hương của người khác. Cũng không phải. Ngài Luân cười khổ, giải thích ta nói quỷ dị không phải là chuyện Trương Minh đã giết người, mà lúc đó Trương Minh đã còn đang uống rượu cùng ta và lữ nhân trong phòng. Ta cửu nổi cả da gà nhưng rất nhanh nghĩ đến một khả năng có phải có người giả mạo hay không. Nếu chỉ như vậy thì cũng không gọi là quỷ dị. Ngài Luân lắc đầu, thở dài, khi đó chúng ta đã quen biết nhau, mặc dù cũng không tính là quá quen nhưng phân biệt thật giả không phải là vấn đề y tiểu âm lên tiếng chẳng lẽ mọi người không phân biệt được đích thật như vậy mặc dù sự việc đã trôi qua nhiều năm nhưng mỗi lần ngài luân nhớ đến trong lòng vẫn còn sợ hãi như cũ trên thực tế ngay cả trương minh đà cũng không biết bởi vì ông ấy phát hiện trong đầu mình có một đoạn ký ức ông ấy đi giết người đến cuối cùng trương minh đà kia chạy trốn đến nóc phòng hợp cùng một thể với ông ấy cái này a à cửu ngẩn cả người điều này nên giải thích như thế nào đây chẳng lẽ lúc đó linh hồn trương minh đà xuất ra ngoài đi giết người y tiểu âm cũng không nghĩ ra được mấu chốt bên trong nếu như có người giả mạo vấn đề sẽ dễ giải quyết nhưng bây giờ nghe ngải luân nói hình như không có không có người giả mạo chẳng lẽ ông ấy biết phân thân a à cửu thật sự không nghĩ ra vì thế liền đẩy hạ thiên người suy nghĩ ra chưa Điều này có gì mà phải suy nghĩ?" Hạ Thiên lười biếng nói, tóm lại, đại sư phụ sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người. Biết được điều này là được rồi." A à Cửu tức giận nói, biết thì biết, nhưng ngươi không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được. Chẳng lẽ ngươi không muốn chứng minh đại sư phụ ngươi trong sạch?" Ông ấy vốn trong sạch, không cần phải chứng minh." Hạ Thiên nhếch miệng, bây giờ người khác đều quy cho ông ấy làm, vẫn luôn ghi hận ông ấy 20 năm. A Cửu cảm thấy mạch não của Hạ Thiên thật sự quá đơn giản, ngươi là đồ đệ của ông ấy, lại không giúp ông ấy rửa sạch nỗi oan này. Hạ Thiên khinh thường nói, đám ngu ngốc kia cũng chưa chắc không biết chân tướng, chỉ là bọn họ không muốn tiếp nhận mà thôi. Cho nên, bọn họ nhất trí nhận định là do đại sư phụ của ta làm, giải thích cũng vô dụng thôi. Đã ngu ngốc mà còn nghe người khác giải thích thì không còn là ngu ngốc nữa. A Cửu không thể nào hiểu được, giải thích vô dụng chẳng lẽ không giải thích? Không cần thiết phải giải thích với đám ngu ngốc làm gì. Hạ Thiên lại ngáp một cái, bọn họ tin cũng được, không tin cũng được, cũng chẳng có tác dụng. Mấy năm qua, đại sư phụ vẫn lăn lộn phong sinh thủy khởi. Đám ngu ngốc đó có một ai dám rời Nam Cương đến gây sự với ông ấy không? A à Cửu nghẹn lời, nàng thật sự không cách nào phản bác lời của Hạ Thiên, bởi vì về sau thanh danh của Trương Minh đà trên giang hồ vẫn rất lớn. Thời gian trôi qua còn rất ổn. Tính tình của ngươi đúng là không tệ." Ngải Luân nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi bật cười, "Tuy nhiên, chúng ta đều cần phải biết chuyện năm đó cho rõ ràng, bởi vì đây là chuyện mà cả ba người chúng ta đều không nghĩ thông, cũng không liên quan gì đến trong sạch hay không, chỉ là muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." "Nhị sư phụ, ông ở lại đây chính là để điều tra chuyện này." Hạ Thiên hỏi. Ngài Luân gật đầu, cũng không khác gì lắm hạ thiên cười nói nhưng đại sư phụ và tam sư phụ có nói ông ở chung với một lão thái bà xinh đẹp tạo thành thế giới của hai người đừng nghe bọn họ nói nhảm ngài luân lắc đầu phủ nhận sau đó giải thích mặc dù bà ấy lớn tuổi nhưng cũng không phải lão thái bà chỉ nhìn bề ngoài bà ấy cũng chẳng có gì khác với mấy tiểu cô nương trẻ tuổi khi nào thì ta mới được gặp nhị sư nương tương lai hạ thiên cười hỏi ngài luân cũng không che giấu thoải mái nói, chỉ cần ngươi thắng thịnh hội y học, lấy được một trong ba vị trí đầu, tất nhiên có thể đến cổ địa gặp bà ấy. Vậy thì đơn giản rồi, Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Ngài Luân lắc đầu, nhắc nhở Hạ Thiên, người vẫn cái bệnh cũ đó, quá mức tự mãn. Mặc dù nghịch thiên bát châm có thể nghiền ép tất cả y thuật trên thế gian, nhưng cũng không có nghĩa công pháp y thuật khác không qua được nghịch thiên bát châm. Ta đã quan sát các môn phái đến tham gia thịnh hội y học lần này, trong đó có một số tông môn y đạo nước ngoài. Bọn họ tự hình thành hệ thống, nếu ngươi không cẩn thận ứng đối, nói không chừng sẽ bị lật xe. "Không thể nào." Hạ Thiên nhếch miệng, vô cùng khinh thường. "Được rồi, tùy ngươi thôi." Ngải Luân khoát tay, cười nói, "Dù sao tiểu tử ngươi mới mấy tuổi đã không biết nghe lời, bây giờ lại càng không có khả năng nghe lời." Hạ Thiên hờ hững nói, "Điều này còn không phải khi ta được mấy tuổi?" ta đã học toàn bộ bản lãnh của các người sao? Ngài Luân lườm Hạ Thiên một cái, tiếp tục uống trà, Nguyệt Tiên Tử thật sự lợi hại. Người rõ ràng không có thiên phú gì, nhưng dưới sự dạy dỗ của nàng ấy, người trở nên càng lúc càng yêu nghiệt. Thần tiên tỷ tỷ đích thật lợi hại, nhưng ta là thiên tài. Hạ Thiên nói, các người nhìn không ra, đó là do mắt các người có vấn đề. Được rồi, dừng lại đi, không nói đề tài này nữa ngài luân thiếu chút nữa bị sặc nước trà ông khoát tay nói tóm lại chuyện chính là như vậy thịnh hội y học người đại diện cho quỷ y môn thay mặt xả tức cho trương minh đà hai người đại diện cho âm y môn tận lực tiến vào vị trí trước ba sau đó đến trung tâm cổ địa điều tra phá giải tất cả bí mật chân tướng quỷ dị bên trong có như vậy ta mới có thể mang theo nhị sư nương các người rời khỏi nam cương mà sống hạ thiên vẫn thái độ tùy ý thản nhiên nói, điều này đơn giản thôi. Ta thật sự rất muốn biết bên trong cổ địa có gì. Y tiểu âm gật đầu, 20 năm trước, nàng và lão môn chủ đã từng đến đó một lần, chữa bệnh cho người nào đó, nhưng cuối cùng lão môn chủ lại mang theo nàng bỏ trốn mất dạng. Khi đó nàng còn nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra. Dù không tính là khúc mắc nhưng tốt nhất nên tìm hiểu cho rõ ràng. Cũng không còn việc gì nữa. Ngài Luân đứng dậy, duỗi lưng một cái, ta còn có việc phải đi trước. Hạ Thiên nói, nhị sư phụ, ông đến đây chỉ để nói mấy chuyện này. Chỉ chuyện này thôi, Ngài Luân ngáp một cái, chậm rãi bước ra cửa ta ở đây một tháng rồi, nếu các người có chuyện gì, các người có thể đến căn nhà gỗ sườn núi phía bắc tìm ta. Nói xong, Ngài Luân bước ra ngoài, nhảy lên, hai ba lần là biến mất khỏi tầm mắt. Không hổ danh là đệ nhất sát thần trên thế giới năm đó mặc dù bây giờ ông đã lớn tuổi nhưng công phu ngược lại càng tinh thuần chỉ cần không đụng phải tu tiên giả trúc cơ kỳ trở lên trên cơ bản vẫn có thể tung hoành tới lui không có vấn đề gì cả tiếp theo chúng ta nên làm gì a à, cửu hỏi y tiểu âm mỉm cười thế ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy chúng ta nên ngủ một giấc thật ngon hạ thiên nghiêm túc nói dưỡng đủ tinh thần ngày mai mới có thể dạy cho đám ngu ngốc kia một bài học Ngươi nghĩ hay lắm Ban đầu A Cửu còn không hiểu tâm tư bẩn thỉu của Hạ Thiên. Nàng nhìn hắn, nói ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng làm loạn. Ta và y tỷ tỷ cũng không phải loại người tùy tiện. Những thứ thất loạn bát tao mà ngươi đang nghĩ trong đầu, tốt nhất nên ném đi cho ta. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn A Cửu, Cửu nha đầu, nàng đang nói cái gì vậy? Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Nàng nói thất loạn bát tao là chỉ cái gì? Nàng có thể nói cụ thể với ta một chút được không? có quỷ mới tin ngươi. Ta cửu xấu hổ không thôi, nhấc chân đạp hạ thiên, mặc kệ ngươi, ta ra ngoài dạo chơi, không muốn ở cùng với lưu manh ngươi nữa. Nói xong, A cửu chạy vội ra ngoài, nàng đi được một lát, phát hiện hạ thiên không đi theo, lập tức nổi lòng ghen tị. Quả nhiên thị nữ kém hơn tiểu thư, cái đồ lưu manh đó nhất định đang làm chuyện xấu với y tỷ tỷ. Chỉ là nàng đã hờn dỗi chạy ra ngoài, cũng không tiện chạy về nếu chẳng may gặp được cảnh đó, thế thì lại càng lúng túng. Vị tiểu thư này, bần đạo nhìn khí sắc của ngươi không tốt, nhất định là có chuyện khó nói đúng không? Đang trong lúc A à cửu do dự muốn đi đâu đó, một nam nhân trung niên mặc trang phục đạo sĩ bỗng nhiên tiến lên phía trước, lên tiếng chào hỏi. A à cửu nguyết ông ta một cái, tức giận nói, người mới là có chuyện khó nói đấy. Này tiểu thư, người tuyệt đối đừng hiểu lầm, bần đạo cũng không có ý muốn trêu ghẹo ngươi nếu có gì mạo phạm ta xin lỗi đạo sĩ trung niên xin lỗi a cửu xong lập tức tự giới thiệu mình bần đạo thôi tổn ý đạo sĩ lao sơn đạo hiệu tổn cơ cũng là một y sư vừa nãy ta từ xa quan sát gương mặt tiểu thư có khí sắc tích tụ nhìn kỹ lại khả năng trên người có bệnh tật cho nên ta mới lên tiếng nhắc nhở a cửu thở dài vậy ngươi có biết thật ra ta cũng biết y thuật hay không hơn nữa ta còn quen với hai thần y một nam một nữ đương thời. Ô, chẳng lẽ ý của ngươi là ngươi quen với sư phụ và sư cô của ta? Thôi đạo trưởng cười ha hả, hưng phấn nói, sư phụ ta ít dương tử, sư cô ta hoa dược tiên, tu vi y đạo tinh thâm, cứu người không đếm xuể, đích thật xứng đáng với danh hào thần y. Ta chưa từng nghe nói hai người kia, ta cửu sầm mặt lại, giải thích ta nói không phải là bọn họ. A-di-đà-phật, Hai vị thần y đương thời mà vị nữ thí chủ này nói tất nhiên không phải hai người kia. Một hòa thượng trung niên mập mạp bước đến, đương nhiên là độ ách đại sư và định giật sư thái xuất thân từ thiếu lâm tự ta. A à cửu vẫn xa sầm nét mặt, nàng cũng chưa từng nghe qua hai người này. Không đúng, nam thần y chân chính là thần đao trương trọng tuyền của đao y môn ta. Đánh giám, một kẻ chỉ biết cắt nhọt, tính là thần y gì chứ? Rất nhanh có người phản đối. Quát lớn, thần y chân chính chính là hội trưởng Hỏa Y hội Hồ Thính Tâm. Đúng là nhảm nhí, hẳn là trưởng môn Tào Tuyển Cơ của thảo y môn ta. A à Cửu Phát Mộng, nàng đạp phải ổ y sư rồi. Mặc dù lần này Nam Cương có rất nhiều y sư đến tham dự, nhưng đa số đều ở lại khách sạn hoặc nhà nghỉ do Nam Cương bố trí, không nghĩ đến trên đường lại có nhiều y sư đến như thế, chủng loại còn rất phức tạp. Tất cả im miệng cho ta một tiếng hét lớn bỗng dưng vang lên, chấn kinh tất cả mọi người. chân chính xứng đáng thần y chỉ có hai người, người đến cao giọng quát, đó chính là hạ thiên của quỷ y môn, còn có y tiểu âm của âm y môn. những người khác đều là cầu thí, nếu không phục, tất cả cũng phải im cho ta. a cửu lần đầu tiên nghe được một người ngoài đánh giá hạ thiên như thế, nàng không khỏi quay sang nhìn người đến, phát hiện hơi quen mắt nhưng nghĩ lại thì không hề có ấn tượng. Người kia chưa đến 30 tuổi, dáng người hơi gầy, diện mạo bình thường, nhưng trên người lại tản ra khí tức u ám. Nhìn ra được, hắn ta rất có uy vọng trong mắt các y sư ở đây, ít nhất sau khi hắn ta quát xong, không có ai nói thêm câu nào, nhanh chóng tản đi. "Cửu tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi." Thanh niên cao gầy chắp tay với A Cửu, đây đều là y sư không có nhập lưu, không được vào hiệp hội y giới, cho nên chỉ có thể lang thang qua lại trên đường. Không khác gì lang trung giang hồ trong truyền thuyết Cửu cô nương không cần để trong lòng Lại gặp nhau, lông mày A cửu cao lại Có chút cảnh giác nhìn người này, chúng ta đã gặp nhau sao ngươi là ai? Người này cười ha hả, cũng không để ý A cửu nghi ngờ Chỉ cười nói ta tên Trương Du Chi, hiện tại cũng là bác sĩ Nói một cách rộng rãi, ta cũng được xem là nhận ân trạch của âm y môn Được xem là một môn đồ âm y môn tuyệt đối không có người giống như ngươi lòng nghi ngờ của a cửu lại càng sâu trương du chi càng cười lớn tiếng hơn giải thích với a cửu âm y môn đương nhiên không có ai giống như ta bởi vì ta không phải người của âm y môn ta chỉ nói ta được xem như môn đồ của âm y môn mà thôi ta có được như ngày hôm nay cũng là nhờ ngươi và hạ thần y hỗ trợ cho nên trong lòng ta vẫn luôn tôn kính các ngươi Tại sao ta càng nghe càng không hiểu ngươi đang nói cái gì nữa? A à Cửu phát mộng, mặc dù ngươi nhìn có chút quen mặt nhưng ta tin chắc rằng ta không có quen ngươi, càng chưa từng giúp ngươi cái gì cả. Trương Du Chi thở dài, vậy ngươi có thể dẫn tiến để ta gặp Hạ Thiên hay không? Đây mới là mục đích thật sự của ngươi. A à Cửu lạnh giọng nói, ngươi muốn gặp hắn, ngươi tự mình đi gặp hắn không được sao? Trương Du Chi hơi có chút buồn bã, ta rất muốn đi tìm Hạ thần y nhưng hành tung của hắn bất định thật sự không tìm được cũng không có đường tắt nào liên lạc với hắn ngươi nói nghe khôi hài quá a à, cửu dần dần cảm giác được người này không ổn nếu ngươi thật sự có hiểu biết về hạ thiên ngươi chắc chắn biết cao ốc thần y ngươi có thể đặt lịch hẹn trước mặc dù hạ thiên không nhất định sẽ đồng ý nhưng nhất định có người liên lạc với ngươi ồ còn có chuyện đó sao trương du chi cười ha hả biểu hiện hơi lúng túng vội vàng giải thích thật ngại quá ta cũng không biết khoảng hơn một tháng trước ta gặp chuyện ngoài ý muốn sức khỏe xảy ra vấn đề ta vẫn luôn cầu y sau đó được người ta giới thiệu nên mới đến nam cương mặc dù bệnh tình đã ổn định nhưng vẫn không được trị tận gốc a cửu không có tính nhẫn nại trực tiếp hỏi đừng vòng vèo nữa nói thẳng đi rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta muốn mời cửu cô nương đến làm khách trương du chi cung kính nói sau đó, ta sẽ lấy danh nghĩa của ngươi mời hạ thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả, ta cửu lạnh lùng nhìn chằm chằm người này, lại thêm một tên ngu ngốc muốn chết, muốn nghĩ cách bắt cóc ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này không? Đương nhiên không có, Trương Du Chi lắc đầu, hơn nữa, ta cũng không có suy nghĩ muốn bắt cóc cửu cô nương. Đó chỉ là hành động tìm chết, ta vẫn khá chân quý cái mạng nhỏ của mình a à cửu lười lãng phí thời gian với người này hơi tức giận nói ta không rảnh chơi trò nguy hiểm với ngươi ngươi muốn tìm hạ thiên thì cứ đến tìm hắn hắn đã đến nam cương rồi đấy thì ra là thế ánh mắt trương du chi sáng lên chắp tay với a à cửu đa tạ cửu cô nương không biết trương mỗ có thể đi được chưa a à cửu thật sự cảm thấy khó hiểu không nghĩ ra được người này muốn làm gì nhưng đối phương cũng không có bất kỳ hành động bất thiện nào với nàng nàng cũng không tiện nói thêm điều gì. nếu hắn ta đã muốn đi, nàng cũng không tiện ngăn cản. tuy nhiên, điều kỳ lạ là hắn ta muốn đi thì đi, tại sao lại còn hỏi nàng? cửu cô nương, ta có thể đi rồi sao? trương du chi hỏi lại lần nữa. A à, cửu lấy lại tinh thần, khoát tay nói, người muốn đi thì cứ đi. người nói giống như ta không cho ngươi đi vậy. ta xin cảm ơn lần nữa. nụ cười trên mặt trương du chi ngày càng đậm hơn một lần nữa chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Khoan đã, lúc này, Hạ Thiên bỗng nhiên xuất hiện, gọi lại Trương Du Chi, ai nói người có thể đi. Người này vừa nhìn thấy Hạ Thiên, sắc mặt bỗng dưng thay đổi, cũng không dừng lại, thân hóa tàn ảnh nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Muốn chạy, người chạy được sao? Hạ Thiên nhếch miệng, nhưng cũng không đuổi theo, ngược lại đưa tay ôm eo A Cửu. A Cửu nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngạc nhiên hỏi tại sao ngươi lại đến đây nếu ta không đến bây giờ nàng đã chết rồi hạ thiên nhếch miệng hơi bất mãn nói cửu nha đầu nàng đúng là ngốc thiếu chút nữa bị người ta lấy mất mạng ngươi nói vậy là có ý gì a cửu không hiểu không biết hạ thiên đang nói cái gì hạ thiên không khỏi lắc đầu lo lắng cho trí thông minh của a cửu hai cửu nha đầu nàng ngốc như thế về sau nàng không nên một mình ra ngoài nữa ngươi mới ngốc đấy. A cửu thấy Hạ Thiên lại thừa nước đục thả câu, dùng cùi trò huyết vào bụng Hạ Thiên. người mau nói chuyện vừa rồi là như thế nào. Hạ Thiên chậm rãi rót một luồng băng hỏa linh khí cho A cửu, đồng thời cười nói, cửu nha đầu, vừa rồi có phải nàng cảm thấy người đó có chút quen mắt không? đúng. A cửu nhớ lại, nhẹ gật đầu, nhưng nghĩ lại, ta lại không thấy có chút ấn tượng nào. Bởi vì ngươi cảm thấy quen thuộc không phải là diện mạo của hắn ta mà là âm khí phát ra từ trên người hắn ta. Hạ Thiên giải thích, trên người hắn ta có khí thức đặc biệt của đệ tử nội môn âm y môn, nhưng hắn ta không phải người của huyền âm tộc, khẳng định cũng chưa từng đến xương Nguyệt Đảo. A à cửu sướng sờ, vậy hắn ta rốt cuộc là ai? Không phải tộc nhân huyền âm tộc, cũng chưa từng đến xương Nguyệt Đảo, càng không phải người của âm y môn, tại sao hắn ta lại có khí thức của âm y môn? tại sao ta càng nghe càng cảm thấy hồ đồ. Nàng quên âm cực hoàn rồi sao? Hạ thiên nhắc nhở A cửu, âm hậu không phải dùng thứ này, sau đó chen vào tiểu tiên giới à? A cửu sửng sốt, trong thoáng chốc nhớ ra một việc, ta biết Trương Du Chi là ai rồi. Chúng ta đã gặp qua hắn ta, hơn nữa không chỉ một lần. Gặp qua sao? Lần này đến phiên hạ thiên sửng sốt nhưng hắn cũng không để ý, gặp qua thì gặp qua, dù sao chúng ta cũng đã gặp qua quá nhiều người. A Cửu chừng mắt nhìn Hạ Thiên, lên tiếng nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi quên mất cái lần chúng ta đến trường sinh hội, sau đó thuyền nổ, chúng ta đã cứu một người toàn thân bị âm cực hoàn ô nhiễm trên biển sao? Ồ, có hơi ấn tượng. Hạ Thiên cũng nhớ ra, thản nhiên nói, người đó không chết cũng là kỳ tích. A Cửu lại cảm thấy sự việc càng trở nên phức tạp, khó trách hắn ta nói hắn ta có được ngày hôm nay là do chúng ta giúp đỡ thì ra chính là chuyện này. Chẳng lẽ hắn ta muốn tìm chúng ta báo thù? Báo thù gì chứ? Hắn ta bị âm cực hoàn ô nhiễm chẳng liên quan gì đến chúng ta." Hạ Thiên nói. Ta à, cửu cao mày, có chút nghĩ không thông, chẳng lẽ hắn ta lại phải cảm ơn chúng ta, nhưng cách làm của hắn ta có chỗ nào giống cảm ơn không? Phải hay không phải cũng không quan trọng." Hạ Thiên ngáp một cái, biểu hiện tùy ý, dù sao cũng chỉ là một tiểu nhân vật không lật nổi bao nhiêu sóng gió đâu. Không đúng, ta cảm thấy trong lời nói của hắn ta vừa rồi có hàm ý. Ta cửu suy nghĩ, nhớ lại lời nói của đối phương vừa nãy, sau lưng hắn ta nói không chừng còn có thế lực nào đó. Vì sao vừa nãy người không bắt hắn ta, còn thả hắn ta chạy mất? Hạ thiên nhếch miệng, cửu nha đầu, nàng yên tâm đi, hắn trốn không thoát đâu. Có gì thì cứ nói, tại sao đám người này nhất định phải cong cong quấn quấn nhiều như vậy a cửu gãi đầu cảm giác như muốn phát điên chỉ biết đánh đố người khác nhất định phải đánh bọn họ một trận xé rách miệng bọn họ ra hạ thiên ôm a cửu cười nói không cần thiết phải lãng phí thời gian trên người đám ngu ngốc chúng ta nên đi ăn cơm thôi a cửu im lặng nhưng cũng không từ chối nam cương tại một sơn trang nào đó một nhóm người đang trốn ở đây mưu đồ chuyện bí mật không thể lộ ra ánh sáng trương du chi xuất hiện trong viện vô thức liếc qua sau lưng phát hiện không có ai theo dõi lập tức bước vào trong đại sảnh lúc này trong đại sảnh đang có ba người tại sao lại là ngươi hạ thiên đâu a à, cửu đâu còn có y tiểu âm nữa ngồi chính giữa phòng khách một nữ nhân che mặt hỏi ngươi không phải nói ít nhất sẽ bắt được một người đến đây sao ngươi quá đề cao ta rồi Trương Du Chi cười nhạo, ta có bản lãnh gì mà có thể bắt được bọn họ? Ta nói chính là mời. Một võ sĩ mặc trang phục đảo quốc dùng tiếng trung cứng ngắc hỏi, thế người đâu? Người mời đến chỗ nào vậy? Trương Du Chi không trả lời, đi thẳng đến ghế sofa, sau khi ngồi xuống mới lên tiếng, thật ngại quá, ta không mời được. Vậy ngươi ra ngoài chuyến này, ngoại trừ đánh rắn động cỏ thì không làm được chuyện gì người lên tiếng là một nam tử thanh niên đeo gọng kính tơ vàng giọng tiếng chung của hắn ta cũng cứng ngắc nhưng phát âm không giống võ sĩ có chút hương vị của đảo quốc hơn trương du chi mỉm cười gật đầu ta đi chính là đánh rắn động cỏ hơn nữa còn biết được một tin tức hữu dụng hạ thiên đã đến nam cương hắn đã đến đây võ sĩ đảo quốc hưng phấn hẳn lên vuốt vuốt thái đao trong tay vậy thì tốt quá chúng ta lập tức thực hiện kế hoạch đi Thanh niên đeo kính ngọng vàng khoát tay, Ninh Nhụy Nhụy còn chưa đến, tạm thời không nên ra tay. Vì sao nhất định phải chờ Ninh Nhụy Nhụy đến chứ? Võ sĩ đảo quốc bất mãn quát, mục tiêu của ta chỉ có Hạ Thiên, chỉ cần giết hắn, ta có thể báo thù cho em trai của ta. Đằng Dã Tiên Sinh, người đừng kích động như vậy. Nữ nhân che mặt vội vàng nói, trước khi chúng ta liên hợp cũng đã nói rõ, chờ cứu nhân của từng người chúng ta đến đông đủ, chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Võ sĩ đảo quốc hừ lạnh, nhưng hiệu suất của các ngươi quá chậm. Hiệu suất của ngươi cũng không cao. Trương Du Chi nhìn không được châm chọc một câu, không phải ngươi đi tìm tô bối bối sao. Kết quả ngươi ngay cả nàng ta đi đâu cũng không biết, còn nói nàng ta nhất định đã chết. Tinh thần võ sĩ đạo các ngươi chỉ là lừa gạt quỷ thần mà thôi. Ngươi dám sỉ nhục võ sĩ đạo, bây giờ ta sẽ giết ngươi. Võ sĩ đảo quốc bỗng rút thái đao ra khỏi vỏ, Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Du Chi. Được rồi, chuyện còn chưa xử lý, chúng ta đã nội đấu sao? Thanh niên đeo kính gọng vàng lạnh giọng nói, như vậy đi, ta sẽ phái người đi thúc Ninh Nhụy nhụy. Chờ nàng ta đến đây, chúng ta trực tiếp ra tay, không cần chờ thêm nữa. Tốt. Hạ Thiên ôm ma cửu, dự định tìm chỗ ăn cơm ở thị trấn nhỏ. Nghi tỷ tỷ đâu, không phải ngươi ở trong phòng với nàng ấy? Nói chuyện phiếm sao? a à cửu nhìn hạ thiên do so dự một hồi sau đó hỏi hạ thiên nhách miệng bất mãn nói vợ y y hình như muốn tránh ta nói chuyện chưa được hai phút nàng ấy nói muốn đi kiểm tra địa hình nói xong liền đi ngay còn không cho ta đi theo cho nên ngươi chuyển sang dây dưa ta a à cửu hơi bị mất hứng cửu nha đầu điều này sao có thể gọi là dây dưa hạ thiên cười nói đây rõ ràng là ân ái Ta là chồng của nàng, không quấn lấy nàng thì quấn lấy ai? A Cửu không muốn tranh luận việc này, thuận miệng hỏi, người muốn ăn gì, thị trấn nhỏ này hình như không có quá nhiều tiệm cơm. Không phải còn có cổ nguyên lâu sao? Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay chỉ một căn lầu gỗ lớn có chút cổ xưa ở đó đấy. Danh tiếng cổ nguyệt lâu ở Nam Cương cũng không nhỏ, hơn nữa còn là một tòa kiến trúc cổ, ít nhất có 4-500 năm lịch sử. Bây giờ, Cổ Nguyên lâu là khách sạn cao cấp duy nhất ở Cổ Nguyên trấn. Lầu 1 và lầu 2 dùng để ăn uống, lầu 3 trở lên dùng để nghỉ ngơi. Lầu cao nhất dùng làm phòng họp, là địa điểm tổ chức thịnh hội y giới. Lúc này, kinh doanh của Cổ Nguyên lâu khá tốt, dù sao nơi này cũng sắp tổ chức thịnh hội y giới, rất nhiều y sư từ các nơi trên thế giới đều đến, cùng một số du khách cố ý đến ngắm cảnh. Xin chào hai vị khách quý đến dùng cơm hay là ở trọ một nhân viên phục vụ mặc trang phục tiểu nhị khách điếm thời cổ đại đứng ngoài cửa gương mặt bình thường chẳng có gì lạ nhìn thấy hạ thiên và a cửu đi đến lập tức tiến lên chào hỏi a cửu thản nhiên nói ta đến dùng cơm xin hỏi hai vị có đặt trước hay không nhân viên phục vụ vừa dẫn hạ thiên và a cửu vào vừa hỏi không có a cửu lắc đầu nhân viên phục vụ cười nói, chắc phải thiệt thòi cho hai vị một chút. Gần đây khách đến quán hơi nhiều, phòng riêng đều đã được đặt trước, hai vị chỉ có thể ngồi ngoài sảnh lầu một. A à, cửu cũng không quan trọng điều này, phòng riêng hay không phòng riêng cũng vậy, vậy ngươi chọn cho ta một vị trí yên tĩnh là được. Được rồi, hai vị, mời vào trong, nhân viên phục vụ cũng thích khách hiểu tình đạt lý, lập tức nói với nữ nhân viên phục vụ phụ trách dẫn khách, người dẫn hai vị khách này đến một chỗ yên tĩnh chút. Giáng dấp của nữ nhân viên phục vụ đằng sau cửa cũng khá ổn, nhưng trang điểm hơi đậm. Hai vị quý khách, mời đi theo ta. Nữ nhân viên phục vụ mỉm cười dẫn Hạ Thiên và A Cửu vào đại sảnh. Bên trong đại sảnh cũng có không ít người, không khí khá vui vẻ, cũng không khác gì những cổ trấn du lịch bình thường. Hạ Thiên và A Cửu được xếp một bàn ngay góc rẽ, có bình phong che chắn đằng sau là tường gỗ chạm rỗng phía sau bức tường là một hồ nước đúng là khá lịch sự và tao nhã nhưng khi hai người vừa ngồi xuống bên cạnh lập tức có hai người bước đến một nam một nữ gương mặt bất thiện nhìn hạ thiên và a cửu chính là hai người các ngươi nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt vậy mà cũng dám khiêu khích xạ y môn chúng ta thanh niên mặt đen nhìn hạ thiên một chút sau đó quay sang nhìn a cửu ánh mắt sáng lên chỉ là giọng điệu vẫn tràn đầy khinh thường như cũ người đúng là dám đến lá gan không nhỏ nhỉ sư huynh người cần chi nói nhảm với bọn họ nữ nhân còn lại có một vết sẹo màu đỏ trên trán tức giận quát trực tiếp vào chuyện chính đi a à, cửu nghe hai người kia nói chuyện mặt đen lại cố nén cơn tức không phát tác thản nhiên nói ta chưa từng nghe nói qua xã y môn gì cả chắc ngươi nhận nhầm người rồi hư bị chúng ta bắt tại trận còn muốn chống chế Nữ nhân mặt thẹo khinh thường nói, chúng ta đã quan sát ở đây ba ngày, hai vị trí này đã sớm được bình giang song sát chọn trước. Ngoại trừ bọn họ ra, không ai dám ngồi cả. Các ngươi vạn lần không nghĩ đến, muôn vàn tính toán lại vì chuyện nhỏ này mà lộ ra chân tướng. Nam nhân mặt đen đắc ý cười nói, theo lời đồn, bình giang song sát nam thì bình thường không có gì lạ, nữ lại xinh đẹp lạ thường, không phải các ngươi thì còn là ai nữa. A à, cửu bó tay, nhịn không được liền nói, ở thị trấn nhỏ này, nam nữ phù hợp với lời ngươi nói không có 100 thì cũng có 80. Ngươi khẳng định là chúng ta, khó tránh khỏi hơi bị qua loa. Sư ca, xem ra bọn họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nữ nhân mặt thẹo không kiên nhẫn quát, cứ đưa chứng cứ ra cho bọn họ xem. Nam nhân mặt đen hừ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một vật ném lên trên bàn, các ngươi tự xem đi, bây giờ còn có gì để nói. A à, cửu liếc qua món đồ người kia ném lên bàn, phát hiện chỉ là hai khối ngọc bội hình rắn màu đỏ, liền hỏi chỉ là hai miếng hồng lân ngọc được khắc thành hình rắn có thể chứng minh được gì? Hư, lộ ra chân tướng rồi, nữ nhân mặt thẹo không khỏi đắc y nói, chúng ta không có nói qua đây là hồng lân ngọc. Không sai, nam nhân mặt đen cũng cười nói, quả nhiên là trộm ngốc, chỉ một lừa dối nhẹ thôi mà đã lộ tẩy rồi. A à, Cửu cảm thấy trí thông minh của hai người này thật sự đáng lo, cũng xem như gián tiếp lý giải vì sao Hạ Thiên luôn mắng người khác là ngu ngốc. Nàng nói, mặc dù Hồng Lân Ngọc hiếm thấy nhưng cũng không phải chân phẩm tuyệt thế, rất nhiều người nhìn thấy qua. Đánh giám, nữ nhân mặt thẹo giận không kềm được, mắng lại, Hồng Lân Ngọc là chân phẩm hiếm thấy, số lượng tồn thế không quá 10 cái. Mà Ngọc bội hình rắn này cũng chỉ có xạ y môn chúng ta mới có. Ngươi có thể nhận ra cũng chỉ có một khả năng, kẻ chui vào xạ y môn chúng ta ăn trộm tháng trước chính là các ngươi. Không có trí thông minh còn chưa tính, chẳng lẽ ngay cả lỗ tai cũng có vấn đề? A à, Cửu khó chịu nói, ta chỉ nói là ta nhận ra Hồng Lân Ngọc, chứ ta có nói ta nhận biết miếng ngọc bội hình rắn này à? Ha ha, ngươi vừa mới nói, bây giờ đã không nhận. Nam tử mặt đen lại càng đắc ý hơn, vừa rồi ngươi đã nói qua đây là ngọc bội hình rắn nếu ngươi chưa từng trộm qua làm sao ngươi có thể nhận ra được a cửu lại càng bó tay hai miếng ngọc bội này có hình dạng gì ngay cả đứa bé cũng có thể nhìn ra chẳng lẽ đứa bé nói nói là ngọc bội hình rắn thì cũng là do ăn trộm từ trước bớt nói sang chuyện khác đi nữ nhân mặt thẹo bỗng móc ra một thanh tiểu đao gác lên cổ a cửu mau nói cho ta biết rốt cuộc ngươi nhốt sư phụ của chúng ta ở đâu các ngươi giấu đồ trộm được ở chỗ nào hạ thiên cười nói cửu nha đầu bây giờ nàng đã biết hoàn toàn không cách nào trao đổi với kẻ ngốc chưa a à, cửu cũng chẳng phải người hiền lành cứ bị bắt nạt như thế tâm trạng đã sớm khó chịu nên giải thích ta đã giải thích qua các ngươi không tin là chuyện của các ngươi ta không thích bị người khác dùng đao chỉ vào cổ tốt nhất ngươi nên thu lại nếu không đừng trách ta không khách sáo hừ nếu ngươi không khai ra rõ ràng vậy thì không chỉ đơn giản cầm đao như vậy nam nhân mặt đen căm hận nói ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn được hồ nhỏ phía sau các ngươi cũng có người của chúng ta cầm sẵn tiễn nỏ bôi độc ngắm chuẩn chỉ cần ngươi có chút dị động chúng ta sẽ bắn các ngươi thành cái sàng quả nhiên nghe không hiểu tiếng người ta cửu bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay nữ nhân mặt sẹo nàng chỉ hơi dùng sức nữ nhân kia đã kêu thảm một tiếng cả người văng ra ngoài thanh tiểu đao cũng rơi xuống đất sư muội nam nhân mặt đen sợ hãi tay áo vung lên hai cây xiên sắt bay ra ngoài đâm thẳng vào mặt a cửu dám đả thương sư muội của ta đi chết đi mấy cái đồ chơi này đừng nên lấy ra mất mặt lắm hạ thiên nhếch miệng đưa tay đập một cái hai xiên sắt bắn ngược trở về xuyên thủng phần bụng nam nhân mặt đen a à, nam nhân mặt đen phát ra tiếng kêu thảm thiết khách trong đại sảnh lầu một đều quay người nhìn lại ai nấy đều ngạc nhiên Đừng để ý đến ta, mau ra tay đi. Nam nhân mặt đen bỗng quát về phía hồ nhỏ phía sau tường, mau bắn kiến huyết phong hầu tiến, tiến bọn chúng về Tây Thiên. Đáng tiếc, bên phía hồ nhỏ không có tiếng đáp lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Nam nhân mặt đen không khỏi ngẩn ra, kêu thêm vài tiếng nhưng vẫn không người nào đáp lại. Đừng gọi nữa, người chết hết rồi. Hạ Thiên đáp. Sắc mặt nam nhân mặt đen thay đổi, bị phẫn quát mắng. Bình nhất tiếu, người đúng là không phải người, lại ra tay hạ độc thủ như vậy. Thằng ngu ngươi mới là bình nhất tiếu. Hạ thiên trừng mắt nhìn nam nhân mặt đen, với trí thông minh này của ngươi, ngươi chết đi thì tốt biết bao nhiêu, còn sống cũng chỉ hại người hại mình thôi. Đúng, là ta hại sư đệ sư muội của mình. Nam nhân mặt đen khóc giống không thôi, ta biết rõ các ngươi là bình giang song sát, lại còn chủ quan như thế. Ta vốn cho rằng ở cổ nguyên lâu, đôi ác nhân các ngươi sẽ thu liếm. Bây giờ xem ra, ta đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của các ngươi rồi. Đúng là ngu ngốc đến không có thuốc chữa. Hạ thiên nhếch miệng, ta nói bọn họ chết rồi, chứ ta đâu có nói ta giết bọn họ. Lần này ta nhận thua, nhưng các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Nam nhân mặt đen nghiến răng nói, người của Hiệp hội Y giới Nam Cương đang ở trong căn lầu này, chỉ cần ta hét lớn một tiếng, để bọn họ nghe thấy, các ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Ta à cửu thấy người này đến bây giờ còn chưa tỉnh ngộ lại, nàng hoàn toàn bó tay. Ta đã nói từ trước, các ngươi nhận nhầm người rồi. Bình Giang song sát đang ở đây, mọi người mau đến. Nam nhân mặt đen nửa chữ cũng không nghe lọt, chỉ biết giống họng hô lên, ác tặc như vậy, người người có thể chu diệt. Nếu ai có thể giết bọn họ, xà vĩ ta nguyện ý dâng lên toàn bộ gia sản. Trong đại sảnh, ngoại trừ một số du khách, đa số đều là y sư đến tham gia thịnh hội trên người cũng có chút công phu. Không biết là vì công lý hay là vì gia sản của nam nhân mặt đen đả động, quả nhiên có người lao đến, chỉ vào Hạ Thiên và A Cửu, quát lớn, thì ra các ngươi chính là Bình Giang song sát gần đây làm nhiều việc ác. Gặp phải bàn gia ta, xem như tận thế các ngươi đã đến. Chịu chết đi, một người cao lớn mập mạp vung quyền đánh tới Hạ Thiên và A Cửu. Tiếc là, còn chưa đụng đến sợi lông của Hạ Thiên và A Cửu, cả người hắn ta đã bay ra ngoài nặng nề nện vào bức tường phía đối diện bất tỉnh nhân sự mọi người cùng nhau xông lên đối phó loại ác nhân này không cần nói đạo nghĩa giang hồ gì cả lập tức có người kêu lên một đám người vọt đến hạ thiên và a cửu trong nháy mắt bao phủ hai người bên trong phốc 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 một giây sau những người này đều phun máu tươi ngã hết xuống đất mọi người mau tránh đi đôi cầu nam nữ này sẽ dùng độc đấy. Trong đám người vang lên một âm thanh nhắc nhở những người tiến lên. Quả nhiên, những người kia còn chưa vọt đến trước mặt Hạ Thiên và A Cửu đã nhanh chóng thối lui về phía sau, nhưng vẫn bao vây hai người bọn họ lại. Người làm à, A Cửu nhìn thoáng qua những người thổ huyết, sau đó đưa mắt nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu, chẳng liên quan gì đến ta, người khác ra tay lại muốn vụ oan cho chúng ta. Là ai? ánh mắt sắc bén của a cửu lập tức nhìn những người chung quanh từ từ đánh giá bọn họ dường như muốn bắt tên ngu mốc kia ra ngoài tuy nhiên lời nói của hạ thiên lại khiến người chung quanh càng thêm bất mãn nam nhân mặt đen nổi giận quát bình giang song sát chuyện cho đến bây giờ các ngươi còn giả bộ sao có thể làm ra những chuyện ác như vậy trừ bọn ngươi ra thì còn có thể là ai ta không biết bình giang song sát gì cả cũng chưa từng nghe nói qua A à, cửu nói, nếu muốn vụ oan, tốt xấu gì cũng nên nói rõ ràng cho ta biết, rốt cuộc bình giang song sát này đã làm chuyện gì. Không nghĩ đến lại có người lên tiếng giải thích. Thì ra bình giang song sát là một cặp vợ chồng gần đây mới ló đầu ra, chuyên trộm trí bảo tông môn của các môn phái y giới, thậm chí còn bắt cóc trưởng môn, ép hỏi các bí tịch và truyền thừa y thuật. Người nào không nghe theo, đôi vợ chồng đạo tạc này sẽ trực tiếp diệt môn. Đến nay, môn phái y giới bị hại lên đến con số 20. Xà y môn là môn phái bị bình giang song sát tấn công gần đây nhất. Nghe nói xà y môn có một bảo ngọc hồng lân thượng cổ truyền thừa mấy ngàn năm, có thể giải tất cả độc rắn trong thiên hạ. Khoảng một tháng trước, khối bảo ngọc đó đột nhiên mất tích, mất tích cùng còn có trưởng môn xà khai thiên. Bình Giang song sát còn phách lối để lại tin tức, nói bọn họ sẽ đến Nam Cương tham gia thịnh hội y giới sau đó dùng truyền thừa xạ y môn lấy được danh hiệu khôi thủ y giới trở thành nhất đại thần y việc này đã truyền đi xôn xao trong giới y học cổ gần như tất cả mọi người đều biết xạ y môn ngoại trừ dán bảng treo thưởng đồng thời còn phái ra đệ tử đắc lực đến nam cương chính là để bắt bình giang song sát cứu trưởng môn bọn họ chỉ tiếc mai phục nửa tháng vẫn nhận nhầm người bởi vì bình giang song sát gần như chưa từng lộ ra chân dung chỉ biết nam tướng mạo bình thường, nữ thì hơi xinh đẹp. Tin tức còn lại đều mơ hồ không rõ. Náo loạn cả nửa ngày, các ngươi đều chưa từng gặp bình giang song sát. A à Cửu có chút không nói nổi những người này, vậy ngươi đúng là lỗ máng, không sợ giết nhầm người tốt sao? Tuyết đối không nhận lầm, nam nhân mặt đen vô cùng chắc chắn, chỉ vào Hạ Thiên và A à Cửu, lạnh giọng nói các ngươi chính là bình giang song sát. Nếu không tại sao lại trùng hợp ngồi vào vị trí bọn họ đã đặt trước lại còn là một nam một nữ nam bình thường không có gì lạ nữ lại xinh đẹp như thế không phải cái nào cũng phù hợp như vậy à thằng ngu ngươi muốn ăn đòn đúng không hạ thiên thật sự khó chịu người mới là bình thường không có gì lạ đấy còn ta là thiên hạ đệ nhất soái ca cửu nha đầu không phải xinh đẹp mà là quyến rũ bình giang song sát đó luận giá trị nhan sắc còn kém chúng ta một vạn bậc mắt các người mù hết rồi à? nam nhân mặt đen bỗng nhiên cao giọng quát, tóm lại, hôm nay các người chết chắc. ngoại trừ xạ y môn, gần đây còn có người của 10 tông môn và hiệp hội y giới. trên lầu thậm chí còn có môn phái cao cấp y giới tỏa chấn, các người có mọc cánh cũng khó thoát. nói chuyện với mấy tên ngốc đúng là tốn sức. hạ thiên nhếch miệng nhìn a cửu, cửu nha đầu, nàng còn muốn ăn cơm nữa không? a cửu thở dài bất đắc sĩ nói nhã hứng bị đám người này làm hỏng hết rồi nhưng ta cũng rất tò mò có phải bình giang song sát cũng đang có mặt tại đây hay không đương nhiên là có hạ thiên nói đó cũng là một cặp ngu ngốc đoán chừng bây giờ bọn họ còn cho rằng kế hoạch cả bọn họ kín không kẽ hở chẳng lẽ ngươi biết bọn họ a à, cửu ngạc nhiên nhìn hạ thiên hạ thiên khinh thường nói tại sao ta lại đi quen với bọn ngu ngốc đó chứ chỉ là trên người bọn họ tản ra một loại hương vị ngu ngốc vừa ngửi là biết chỉ có cùng loại ngu ngốc mới không ngửi được tại sao ta có cảm giác ngươi đang nói ta thì phải a à, cửu khó chịu nói cửu nha đầu ta không nói nàng tại sao nàng cứ vơ vào mình thế hạ thiên cười nói a à, cửu lườm hắn một cái lười nói nhảm với hắn nếu ngươi đã biết bình giang song sát là ai tại sao ngươi không bắt bọn họ hiện hình bị người ta vụ oan chơi rất vui sao. Vụ oan, hạ thiên nghi hoặc nhìn A cửu, cửu nha đầu, nàng bị người ta vụ oan à. A cửu, các ngươi diễn kịch đủ chưa? Nam nhân mặt đen không cách nào chịu đựng được hai người hạ thiên không nhìn hắn ta, lại càng quát to hơn, ta cho các ngươi 10 phút, các ngươi lập tức nói rõ các ngươi nhốt sư phụ ta ở đâu. Các ngươi giấu trí bảo của xã y môn chúng ta ở chỗ nào. Lúc này, Sắc thực có rất nhiều người lao qua bên này, khiến trong ngoài đại sảnh lầu một cổ nguyên lâu chật như nêm cối. Nhìn thấy cảnh tượng đó, nếu Hạ Thiên và A Cửu không chịu đi vào khuôn phép, nói không chừng cả đám sẽ nhào lên chém hai người thành thịt nát. Con người của ta thích nhất là nói đạo lý, luôn chán ghét dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Hạ Thiên lên tiếng, cho nên, ta cho các ngươi 10 giây, còn có bình tương song sát gì đó nữa vấn đề của các người thì các người lăn ra đây để giải quyết, đừng quấy rầy ta và cửu nha đầu ăn cơm. Nếu không, các ngươi sẽ chết chung đấy. Xem ra các ngươi muốn từ chết đến lết, nam nhân mặt đen trừng mắt nhìn Hạ Thiên và A Cử, tốt, cùng lắm thì ta sẽ giết chết các ngươi trước, sau đó sẽ từ từ tìm sư phụ của ta. Nói xong, hắn ta quay lại nhắc nhở những người chung quanh, trên người đôi cầu nam nữ này có rất nhiều độc dược, mọi người đừng đến gần trong vòng ba thước cứ ném mạnh độc tiêu độc phóng là được, tránh bọn chúng chó cùng rứt rậu, thừa cơ gây ra hỗn loạn, sau đó chạy trốn. Yên tâm đi, mỗi người phát 10 độc tiêu, cũng có thể dìm chết bọn họ. Bên ngoài cũng đã bố trí người, bọn họ trốn không thoát đâu. Trên lầu đang có đại sư y quan sát chỗ này, nhất định vạn vô nhất thất. 10 giây đã hết, Hạ Thiên thản nhiên buông một câu, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi chết chưa? nam nhân mặt đen gầm lên, hừ, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Sau đó, hắn ta cho tay vào ngực, lập tức có mấy luồng hàn mang bắn về phía hạ thiên. Cùng lúc đó, trong đại đường cũng có người ném ra độc tiêu và độc phóng, thậm chí còn có người ném ra mấy viên độc lôi. Bành, bành, bành. Mấy tiếng nổ vang lên, vị trí hạ thiên và A cửu đang ngồi đã bị nổ thành cái hố cực lớn, dường như ngay cả người cũng bị nổ thành cho tàn là ai ném độc lôi nam nhân mặt đen quay đầu lại quát hỏi ta không phải đã nói chỉ chế phục bọn họ sau đó bắt về cha hỏi sao bây giờ người đã bị nổ thành cho còn hỏi như thế nào nữa mọi người nhìn nhau không có ai đứng ra nhận mình đã ném độc lôi được rồi mọi người cũng là vì xạ y môn của ta nam nhân mặt đen thấy vậy không khỏi thở dài cặp ác nhân đó chết cũng tốt tránh cho bọn họ tiếp tục hại người chỉ là phiền mọi người tìm kiếm tung tích sư phụ của ta, chắc cũng gần đây thôi, về sau ta sẽ có hồi báo. Những người này một phần là do nam nhân mặt đen mời đi theo, một phần là tham gia náo nhiệt. Nghe được lời này của hắn ta, tất cả đều cảm thấy thư thái, cũng không giúp không công. Nhưng khi bọn họ vừa tản ra, bỗng nhiên có người ngã xuống đất. Ngay sau đó, từng người một ngã xuống, chỉ còn lại nam nhân mặt đen đang khó hiểu đứng đó chuyện gì xảy ra vậy nam nhân mặt đen lập tức bừng tỉnh chẳng lẽ đừng có chẳng lẽ gì nữa chút trình độ đó của ngươi thì có thể nổ chết ai hạ thiên ôm a à cửu xuất hiện chẳng những bình yên vô sự trên người còn không có chút tổn thương nam nhân mặt đen kinh ngạc không thôi điều này sao có thể bị chúng độc tiêu độc võng của ta còn có độc lôi vậy mà lông tóc không thương nghĩ không ra bình giang song sát lại lợi hại đến tình trạng như vậy à đầu óc của ngươi không dùng được rồi có thể quyên cho người hữu dụng khác hạ thiên nhếch miệng nhịn không được nói a à, cửu cũng lắc đầu đúng là không cứu nổi lần này xạ y môn của ta bị hố rồi nam nhân mặt đen chán nản ngồi quỳ nửa chân trên mặt đất hữu khí vô lực nói muốn chém giết móc xóc thịt thì cứ làm đi nhưng những người khác là vô tội bị ta ép kéo đến mong hai người tha cho bọn họ một mạng ta nguyện ý dâng lên tất cả tài sản của xã y môn chút tài sản đó của ngươi nên giữ lại mua thực phẩm dinh dưỡng bổ não uống đi hạ thiên khinh thường nói hoặc ngươi đi mua một phần mộ phong thủy tốt tránh cho hậu nhân sinh ra không có đầu óc như vậy a à, cửu thản nhiên nói được rồi bọn họ cũng chỉ nhận nhầm người mà thôi tội không đáng chết cửu nha đầu bọn họ tội không đáng chết nhưng sớm muộn gì cũng chết vì ngu hạ thiên khinh thường nói bây giờ chết rồi bớt thêm một kẻ hại người các ngươi không phải nói phải thường xuyên làm việc thiện sao ta cảm thấy đây chính là làm việc thiện đấy là quỷ thì có a cửu chừng mắt nhìn hạ thiên người có thấy việc thiện nào mà giết người không hạ thiên mỉm cười trả lời mấy tên ngu ngốc chết nhiều một chút không phải là làm việc thiện cho người bình thường sao trong mắt ngươi tính là người bình thường có mấy ai a cửu tức giận nói bảo bọn họ xéo đi là được rồi không cần thiết động một chút là lấy mạng người hạ thiên lại ngáp một cái nói với nam nhân mặt đen coi như số ngươi gặp may cửu nha đầu không thích giết người các ngươi còn chưa chịu cút còn muốn giữ lại mời cơm à các ngươi không phải bình giang song sát nào dám hỏi tính danh hai vị nam nhân mặt đen sửng sốt một hồi bỗng nhiên chắp tay chuyện hôm nay nếu quả thật xà vĩ ta nhận nhầm người ta sẽ quỳ trước mặt hai người dập đầu ba trăm cái để xin lỗi a à, cửu nói với hạ thiên người cũng đã nói bình giang song sát cũng có mặt tại hiện trường vậy ngươi bảo bọn họ hiện nguyên hình đi đừng để nhiều người bị lừa gạt như thế bản thân thì lại chẳng có việc gì sao hai tên ngốc đó lại không có việc gì chứ hạ thiên bĩu môi hơi khó chịu nói dám lừa ta bọn họ sẽ phải làm tốt chuẩn bị bị xử lý hai người kia là ai a à, cửu hỏi hạ thiên mỉm cười đáp chính bọn họ sẽ phải đứng ra vừa dứt lời chỉ thấy trong đám người có hai người lặng lẽ chạy đi, nhưng đi còn chưa được hai bước, thân hình bỗng nhiên dừng lại, há miệng phun ra một ngụm máu như suối phun. Nhìn thấy hai người này, tất cả đều sững sờ, vạn lần không nghĩ đến lại là bọn họ. Hai người thổ huyết chính là nam nhân viên phục vụ và nữ nhân viên dẫn khách. Vừa rồi hai người bọn họ nhìn thấy trong đại sảnh lầu một xảy ra chuyện, bị dọa sợ. Đến khi lấy lại tinh thần, bọn họ dự định đi thông báo cho ông chủ, đột nhiên khí huyết dâng lên, há miệng phun ra một ngụm máu. Phun ra xong, cả hai té xỉu dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Không phải người muốn nói hai người bọn họ chính là Bình Giang song sát. Nam nhân mặt đen cảm thấy buồn cười, hai vị muốn thoát khỏi hiểm nghi, cũng không cần liên lụy người vô tội. Các người tưởng chúng ta là đồ ngốc rồi đùa nghịch sao? Hạ Thiên thản nhiên nói, không cần tưởng, mà các ngươi ngốc thật sự. Các ngươi đã thắng, cần chi phải thực hiện mấy thủ đoạn ti tiện này. Nam nhân mặt đen khinh thường nói, làm như vậy sẽ chỉ làm cho các ngươi càng thêm không nhìn nổi. Tuy nhiên, các ngươi vốn là bại hoại y giới, các ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu. Đúng đấy, bọn họ chẳng qua chỉ là nhân viên phục vụ quán mà thôi. Để hai người bọn họ gánh tội, đúng là đủ vô sỉ. Coi chúng ta là đồ ngốc mà hạ thiên hơi khó chịu trừng mắt với tất cả mọi người tất cả im miệng cho ta những người này còn muốn mắng thêm vài câu phát tiết cơn tức trong lòng nhưng khi há to miệng lại không phát ra được chút âm thanh nào a à cửu biết xưa nay hạ thiên chưa từng nói đùa với những chuyện như thế này nếu hắn đã nói hai người kia vậy nhất định là bọn họ rất nhanh a à cửu nghĩ đến một vấn đề khác vừa rồi hình như gã nhân viên phục vụ nói không có phòng riêng sau đó yêu cầu nữ nhân viên phục vụ dẫn nàng và Hạ Thiên đến vị trí này. chẳng lẽ ngay từ ban đầu cả hai người này muốn nàng và Hạ Thiên gánh tội thay. thức tỉnh bọn họ, ta có lời muốn hỏi. A à, Cửu nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên cười một tiếng, cửu nha đầu, nhãn lực của nàng không ổn rồi. hai người kia không bị ngất, giả bộ đấy. muốn chết, A à Cửu lập tức giận dữ, nhấc chân đá tới gã nhân viên phục vụ. Chỉ thấy cơ thể gã nhân viên phục vụ bắn lên, giống như thạch sùng dính vào trần nhà, mắt tạc lóe lên, miệng còn cười hắc hắc. Ban đầu ta còn muốn tìm hai con dê thế tội, nghĩ không ra là người trong nghề. Khóe miệng gã nhân viên phục vụ nhếch lên, có chút mỉa mai, tuy nhiên, ta vẫn phải đa tạ hai vị đã thay chúng ta cản tai. Nếu những người này cùng nhau tiến lên, tuy nói hai vợ chồng chúng ta cũng có thể giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn khá phiền toái. Nữ nhân viên phục vụ đang nằm dưới đất cũng bật dậy, gương mặt yêu diễm lộ ra vẻ trào phúng, hai người này đúng là phiền phức. Trông, chúng ta thừa dịp các cao thủ khác còn chưa đến, cùng nhau giải quyết đi. Cũng được, gã nhân viên phục vụ hơi tiếc nuối, ban đầu, ta tiềm phục bên trong tử lâu này chính là nghe nói đệ tử quỷ y môn hạ thiên cũng đến Nam Cương. Hắn nắm giữ châm pháp rất lợi hại, nếu có thể trộm được, xem như chúng ta phát tài nữ nhân viên phục vụ cũng cảm thấy đáng tiếc, lại càng khó chịu với Hạ Thiên và A à Cửu hơn. đều tại các ngươi cả. các ngươi cứ thành thật gánh tội không được sao? cứ nhất định phản kháng, làm hại chúng ta tổn thất một đơn làm ăn lớn. A à Cửu nghe bọn họ nói xong, không thể nhịn được cười, quay sang nói với Hạ Thiên: bọn họ có chú ý với người kia, người không có chút biểu hiện nào sao? có cái gì phải biểu hiện chứ? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hai kẻ ngu ngốc không có bản lãnh. Ban đầu bọn họ muốn gạt tiền hay gạt cái gì khác cũng chẳng liên quan đến ta. Đáng tiếc lại cứ chọc lên đầu chúng ta, xem như vận khí của bọn họ không được tốt. Gã nhân viên phục vụ nghe A Cửu và Hạ Thiên nói chuyện với nhau, ánh mắt không khỏi sáng lên, cười ha hả, đúng là trời không phụ người có lòng, có được mà không cần tốn chút công phu nào. Thì ra người chính là Hạ Thiên của quỷ Y môn. Ta chính là Hạ Thiên, nhưng chẳng có liên quan gì đến quỷ Y môn cả. Hạ Thiên nhếch miệng, đại sư phụ Trương Minh Đà của ta mới là người của quỷ y môn. Ha ha, ta nghe nói người đang nắm giữ một môn châm pháp rất nghịch thiên. Gã nhân viên phục vụ lại hỏi, có thật như vậy không? Hạ Thiên đáp, người nên chọn cho mình trước một kiểu chết thích hợp thì hay hơn. Vợ, chúng ta phát tài rồi. Gã nhân viên phục vụ hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo của Hạ Thiên, nói với nữ nhân viên phục vụ, lần này rốt cuộc cũng không uổng công. Chúng ta bắt hai người này trước, chậm rãi ép hỏi châm pháp, còn những người khác thì giết. Nữ nhân viên phục vụ mỉm cười, giết thì lãng phí quá, cứ hạ độc từng người. Đến lúc đó, bọn họ muốn thuốc giải thì phải đưa tiền. Vợ, nàng đúng là thông minh. Gã nhân viên phục vụ đột nhiên há to miệng phun ra một luồng khói. Đám người kia đang bị Hạ Thiên Định trụ nhất thời hoảng sợ. Trạng thái của bọn họ bây giờ chính là mặc cho người ta chém giết tất cả đều hít chúng xương độc, mặt người nào cũng như cho tàn. Ha ha, quá sung sướng, nữ nhân viên phục vụ phá lên cười, quay sang nhìn Hạ Thiên và A Cửu, tiếp theo chỉ còn hai người các ngươi. Các ngươi muốn ngoan ngoãn phối hợp hay là muốn ngửi khói độc luôn? Có thể lừa nhiều người như thế, ta vốn đang cảm thấy các ngươi hẳn rất thông minh. A Cửu thở dài, có chút thất vọng kết quả, các ngươi còn ngu hơn cả người khác. Sắp chết đến nơi, các ngươi còn không chạy trốn, còn muốn kiếm lợi, thật sự hết nói nổi. Nữ nhân viên phục vụ vốn đã bất mãn với A Cửu. Chính xác mà nói, ả à ta đều cảm thấy khó chịu với những nữ nhân xinh đẹp hơn ả à ta. Nghe A à Cửu nói, ả à ta không khỏi cau mày, cười lạnh, ha ha, hai người các ngươi thay chúng ta cản tai, lại bị chúng ta tính kế, rất có thể sẽ mất mạng, rốt cuộc là ai ngu ngốc à ta lại bồi thêm một câu ta ghét nhất chính là đám nữ nhân dáng dấp xinh đẹp giống như ngươi. Lát nữa ta sẽ rạch nát mặt của ngươi xem ngươi còn như thế nào. A. À. A à cửu vọt đến trước mặt nữ nhân viên phục vụ, quyền ra như sấm nặng nề đánh vào mặt nữ nhân viên phục vụ. Bành. Toàn bộ gương mặt của nữ nhân viên phục vụ bị đánh nát. Chẳng những xương mặt vỡ nát, răng cũng không còn cái nào, cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài, bay xuống đất nằm im như một con chó chết vợ gã nhân viên phục vụ kinh ngạc không thôi bi phẫn nghiến răng nói với a cửu ta muốn lột da rút xương ngươi chặt thành thịt muối sau đó tiếp tục rút xương khi đó mới có thể giải mối hận trong lòng ta nói xong hắn ta lại há miệng phun ra một luồng xương độc nhưng lần này xương độc vừa phun ra ngoài lại bị chính cái mũi của hắn ta hít vào sao gã nhân viên phục vụ mở to mắt không thể tin nổi sau đó, gã ho khan kịch liệt, khụ khụ khụ. Hạ thiên cười nói, còn biết khạc khói à, có chút thú vị đấy, người còn biết khạc cái gì nữa không, người biểu diễn cho ta xem một chút. Gã nhân viên phục vụ có thể khẳng định chính hạ thiên ra tay, nhưng điều kỳ lạ chính là hắn ta không hề phát hiện. Điều này nói rõ đẳng cấp của hạ thiên tuyệt đối cao hơn hắn ta mấy cấp bậc. Nơi này không nên ở lâu. Cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Lúc này, Sống chết của vợ hắn ta, hắn ta cũng không thèm quan tâm. Tẩu Vi thượng sách, dám đả thương vợ của ta, chết hết cho ta." Gã nhân viên phục vụ bỗng nhiên cuồng lên, móc từ trong ngực mười mấy độc lôi ném về phía Hạ Thiên và A Cửu. Vừa rồi, độc lôi là do hắn ta ném, nhưng vì không muốn bại lộ mình, cho nên hắn ta không dám ném quá nhiều. Bây giờ, vì đào mệnh, hắn ta tất nhiên phải nghĩ cách ngăn chặn Hạ Thiên và A Cửu về phần sống chết của người khác, hắn ta cũng lười quản. Mười mấy độc lôi, còn có thêm độc tiêu, độc tiến, thậm chí là độc trùng giống như thiên nữ tán hoa từ trên trần nhà rơi xuống. Đáng tiếc, cảnh tượng hoành tráng như gã nhân viên phục vụ tưởng tượng đã không phát sinh. Mặc kệ độc lôi, độc tiêu hay thứ gì khác đều mất đi hiệu lực, đinh ninh đang đang rơi xuống một chỗ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đám rắn độc và độc trùng sau khi ném ra đều chết hết hạ thiên cười nói mấy thứ này không có tác dụng gì đâu ngươi nên tìm cách khác đi tại sao ngươi lại làm được lã nhân viên phục vụ lộ ra ánh mắt khó tin nhìn hạ thiên hỏi hay đây chính là tác dụng của môn châm pháp kia của ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì ta hỏi ngươi còn chiêu thức nào nữa không hạ thiên không kiên nhẫn nói nếu không có vậy ngươi đi chết đi lã nhân viên phục vụ đột nhiên từ trần nhà rơi xuống hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu với Hạ Thiên, là ta có mắt không tròng, không nhận ra được ngươi là cao nhân. Ta nguyện ý dâng hết tất cả tài sản của ta, còn có bí tịch y học trộm được từ các môn phái, toàn bộ giao cho ngươi, mong ngươi tha cho ta một mạng. Nghe những lời nói này, người của môn phái bị bình giang song sát gây họa đều mở to mắt, không khỏi phẫn nộ. Lúc này, gã nhân viên phục vụ rất thức thời, tuy nhiên, chiều này hoàn toàn vô hiệu với Hạ Thiên. Tâm nhãn của ngươi đúng là không nhỏ, đến lúc này còn muốn dội nước bẩn cho người khác." A à Cửu khó chịu nói, "Ngươi muốn chuyển cừu hận của các môn phái kia lên người chúng ta?" "Không dám, không dám." Gã nhân viên phục vụ dập đầu, "Ta xin theo hai vị xử trí. Chỉ cần tha mạng cho ta, cái gì cũng được cả." Hạ Thiên gật đầu, vô cùng hào phóng, "Chỉ cần ngươi đi chết, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." "Sao?" gã nhân viên phục vụ nghe xong không khỏi ngẩn người đây là phương thức tha mạng gì vậy hạ hạ thần y có phải ngươi nói sai rồi không gã nhân viên phục vụ nhịn không được liền hỏi hay là ta đã hiểu sai ý của ngươi ngươi bảo ta đi chết sau đó mới buông tha ta hạ thiên cười nói đúng vậy được rồi mặc dù gã nhân viên phục vụ quỳ xuống cầu xin tha thứ nhưng cũng không muốn lãng phí như thế hạ thiên là ngươi thắng, ta nhận sợ. Ngươi nên rộng lượng một chút tha cho ta một mạng, về sau cũng dễ nói chuyện. Dù sao cũng là con người, ngươi tuyệt tình như thế, không sợ ngày sau cũng bị người ta đuổi tận giết tuyệt sao? Ta không sợ, Hạ Thiên nghiêm túc nói, không ai có thể đuổi tận giết tuyệt ta được. Ngươi, bao gồm tất cả đám ngu ngốc ở đây đều không xứng đứng chung với ta. Hơn nữa, tại sao ta lại phải rộng lượng? Ta đã cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi lại không dùng vậy thì không có gì đáng nói cả. Lúc này gã nhân viên phục vụ đột nhiên biến sắc, hắn ta biết Hạ Thiên sắp sửa ra tay hạ sát, lập tức đưa tay bóp nát một hạt châu màu đen trong ngực. Thế thì mọi người cùng nhau đồng quy vu, a, à, phích lịch độc châu nghĩ không ra ngươi còn trộm đồ của Đường Môn, nếu ngươi đã trộm vậy thì ngươi tự ăn đi. Hạ Thiên chậm rãi đưa tay nhét hạt châu màu đen vào miệng gã nhân viên phục vụ sau đó còn cẩn thận khép miệng hắn ta lại. Khoan đã, trên lầu có người đi xuống, cao giọng hô lớn với Hạ Thiên, trước giữ lại một mạng cho hắn ta. Lời còn chưa dứt, bành, gã nhân viên phục vụ bắt đầu nứt ra trước mặt mọi người, mà còn nứt đến nát. Ta bảo người giữ lại mạng của hắn ta, người không nghe sao. Người từ trên lầu đi xuống liếc qua thi thể của gã nhân viên phục vụ, không khỏi cau mày nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi là người của môn phái nào? Sư phụ ngươi là ai? Ngươi nói giữ lại mạng thì ta phải giữ lại sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hạ Thiên nhếch miệng, không thèm để ý đến người tới, ta là ai, sư phụ là ai thì có liên quan gì đến ngươi? Người đến lại nhìn đại sảnh bừa bộn đến không chịu nổi, còn có đồng môn y giới giống như bị điểm huyệt đạo, động cũng không thể động, lại càng giận dữ hơn. Đây đều là hành động của cá ngươi." Người đến lạnh giọng quát. A Cửu thản nhiên nói, "Có phải hay không cũng có liên quan gì đến ngươi? Dù sao, tất cả mọi chuyện cũng đổ hết lên đầu chúng ta thôi." "Ngươi là ai?" Người kia nhìn A Cửu, cảm thấy hơi quen mặt, nhưng hắn ta có thể xác định A Cửu không phải là đại nhân vật có lai lịch, ta không ngại nói cho các ngươi biết, ta là phó hội trưởng hiệp hội y giới Nam Cương Lương Tế dân, cũng là ông chủ của tử lâu này. Hôm nay nếu các ngươi không giải thích cho rõ ràng chỉ sợ các ngươi không thể rời khỏi nơi này ngươi muốn giải thích gì a à, cửu cười hỏi lương tế dân chỉ tay vào đại sảnh bừa bộn các ngươi làm loạn tử lâu của ta còn giết người ở đây chẳng lẽ lương mỗ muốn một lời giải thích là sai sao sai thì ngược lại không sai chỉ là có chút chuyện ta muốn hỏi ngươi mà thôi a à, cửu không thể nhịn được cười lời nói còn có ý vặn lại đám người này tập trung tại tử lâu trên người còn mang theo độc tiêu độc vụ, thậm chí còn có độc lôi, ngươi là ông chủ, vì sao lại chẳng quan tâm? Khi đám người kia tấn công chúng ta, vì sao ngươi cũng không lên tiếng? Bình Giang song sát tiềm phục bên trong tử lâu của ngươi, vì sao ngươi không để ý? Khi chúng ta tự giải quyết mọi việc, ngươi bỗng nhiên đứng ra đòi giải thích. Ngươi, lương tế dân bị hỏi đến mắc nghẹn, lập tức thở ra, bắt đầu giải thích, Ta đang ở trên lầu thảo luận về thịnh hội ngày mai với các đồng nghiệp y giới, làm sao có thời gian để ý đến những việc nhỏ này? Quán rượu ngày thường kinh doanh đều do trưởng quỹ phụ trách, là hắn ta tuyển người, liên quan gì đến ta? Nhưng các ngươi làm hỏng quán rượu của ta, điều này chính là sự thật khó chối cãi. Phủi sạch sẽ nhỉ? A à cửu cười nhạo, ngón tay chỉ vào nữ nhân viên phục vụ vẫn còn đang hôn mê nằm cách đó không xa, nữ nhân của Bình Giang song sát còn chưa chết chỉ bằng đánh thức nàng ta dậy hỏi một chút, như thế nào? Có cái gì để hỏi chứ? Lương tế dân không khỏi quát một tiếng, bình giang song sát phạm tội có thể giao cho cảnh sát, cũng có thể giao cho hiệp hội y giới xử lý, các ngươi tính là thứ gì mà dám ở đây tự mình xử quyết phạm nhân. A à, cửu cũng lười tranh luận với người này, người nên giải thích cho hiệp hội y giới của người biết vì sao bình giang song sát có tiếng xấu lại ở trong quán rượu của ngươi. Cửu nha đầu, thật ra không cần hắn ta giải thích đâu. Hạ Thiên cười nói, bởi vì hai tên ngốc đó là do hắn ta sắp xếp ở đây mà. Lương Tế Dân mở to mắt nói với Hạ Thiên, người dám ngậm máu phun người. Phun thì không phun rồi, có hay không trong lòng ngươi tự biết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cảm thấy nhàm chán, ngươi sắp xếp hai người kia ở đây gây chuyện, sau đó ngươi sẽ xuất hiện làm chúa cứu thế, thu hoạch cái gọi là thanh danh uy vọng. Ngươi muốn làm hội trưởng à? Đánh giám, lương tế dân tức đến mức toàn thân phát run, chỉ vào hạ thiên mà mắng rốt cuộc ngươi thuộc môn phái nào. Ngươi gọi sư phụ của mình đến đây đi, ta ngược lại muốn xem xem là ai đã dạy ra loại đồ đệ giống như ngươi. Hạ thiên cười nói, ta tên hạ thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Ta có ba sư phụ, nhưng người mà các ngươi cảm thấy hứng thú nhất chính là đại sư phụ trương minh đà của ta ngươi, ngươi chính là đồ đệ của quỷ y trương minh đà. Đồ tôn của quỷ thủ vạn quy nhân, lương tế dân nghe hạ thiên tự giới thiệu, không khỏi thay đổi sắc mặt. Hạ thiên giải thích ta là đồ đệ trương minh đà, vạn quy nhân thì thôi đi. Ông ta không có tư cách làm sư tổ của ta, nếu ngươi muốn sư phụ ta đến đây, ta thấy ngươi tự mình đến Trung Nam Sơn tìm ông ấy đi. Hừ, quả nhiên có sư tất có danh đồ, lương tế dân hừ lạnh, chỉ vào hạ thiên, Nói, năm đó, sư phụ của ngươi phạm sát nhiệt ở đây, bỏ chạy đến giờ không dám trở về chuộc tội. Ngươi là đồ đệ của ông ta, càng nên sớm kịp nhận sai, tiếp nhận trừng phạt. Quả nhiên đầu óc có bệnh, Hạ Thiên khó chịu nói, có bản lĩnh thì các ngươi tìm đại sư phụ của ta, không có gan này thì ngậm miệng lại. Ta không rảnh để ý đến đám ngu mốc các ngươi. A à Cửu cũng nói theo, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ các ngươi cũng chưa chắc biết rõ các ngươi gấp như vậy đổ tội lên người Trương Minh Đà, đoán chừng trong lòng các ngươi cũng có quỷ. Chuyện năm đó, hơn 10 vị tông sư y giới đều tận mắt nhìn thấy. Lương tế dần dần không kềm được, chỉ vào A Cửu, nói còn chưa đến phiên tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa ngươi lên tiếng. Tuy nhiên, các ngươi nói cũng đúng, oan có đầu, nợ có chủ, ta cũng chẳng làm khó các ngươi. Sự việc ngày hôm nay, nếu các ngươi không cho ta câu trả lời chắc chắn, cũng đừng trách ta không khách sáo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết tập 153.